Xin chào các anh chị đã đến với buổi talk kinh tế học hài hước, tọa đàm về những góc nhìn đáng kinh ngạc và hài hước về kinh tế cùng với Alpha Book ạ. Và rất rất là vui vì các anh chị đã đợi đến giờ này, một giờ khá là muộn vào một buổi tối thứ bảy để có thể tham gia với Alpha Book vào chủ đề ngày hôm nay ạ. Và do sự cố một chút nên là chương trình đã được rời lại. Và chương trình có gửi đến cho các anh chị hai câu hỏi về brainstorm và phần câu trả lời của các anh chị thì sẽ được ban tổ chức lọc ra để chọn ra người có câu trả lời độc đáo nhất để gửi một phần quà từ Alpha Book ạ. Và trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá những phép màu tư duy, kiến thức kinh tế học theo cách cách đơn giản và dễ hiểu nhất, cùng những câu chuyện hài hước và vui vẻ nhằm giải mã nhiều hiện tượng xã hội dưới quan điểm của kinh tế học ạ. Để buổi talk show của chúng ta được diễn ra thuận lợi, em xin phép được nhắc lại một số lưu ý đối với các anh chị tham gia. Đầu tiên là chúng ta sẽ lưu ý check-in trước 15 phút để ban tổ chức có thời gian làm thủ tục cho anh chị check-in vào phòng Zoom ạ. Phần thứ hai nữa là anh chị kiểm tra lại xem giúp em xem tên Zoom của chúng ta đã phải là tên đầy đủ chưa ạ? Vì chúng ta sẽ đặt tên đầy đủ giúp em ạ. Và phần thứ ba nữa về vấn đề về âm thanh thì để đảm bảo chất lượng âm thanh của chương trình thì ban tổ chức xin phép được tắt mic của tất cả các thành viên tham gia ạ. Và phần thứ tư chính là phần đặt câu hỏi ạ. Với chủ đề hấp dẫn như thế này em tin chắc là các anh chị sẽ có rất là nhiều câu hỏi dành cho diễn giả Nguyễn Cảnh Bình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và khi mà có câu hỏi thì xin phép các anh chị được hãy nhắn lên trên nhóm chat ạ. Và nếu mà để đảm bảo được cái mạch xuyên suốt của diễn giả thì em xin phép là phần trả lời câu hỏi sẽ diễn ra và phần sau phần trình bày của diễn giả ạ. Và không để các anh chị chờ đợi lâu nữa thì em xin phép anh Nguyễn Cảnh Bình có thể bắt đầu bài diễn thuyết ngày hôm nay ạ. Ok. Ok, xin chào các bạn. Lại một lần nữa chúng ta lại gặp nhau ở đây vào cái giờ này. Xin đính chính lại cho rõ, tức là chúng tôi muốn ấn định cái thời gian để mà tổ chức, tức là có một cái sự nhầm lẫn giữa cái ban tổ chức trong cái vấn đề về lựa chọn cái vấn đề về mặt thời gian. Bản thân tôi nhận thấy rằng là mình cũng, tức là chúng ta bắt đầu tôi bắt đầu cái một cái chương trình như thế này là cách đây 2 tháng, khi mà trong cái mùa dịch bệnh COVID, khi mà chúng ta bị cách ly đóng cứng ở nhà. Tôi cảm thấy rằng là có lẽ cũng giống như mọi người thôi, mình tương tác với xã hội quen hoặc là mình cũng trao đổi với mọi người nếu mà chúng ta cảm thấy ở nhà. Tất nhiên là bây giờ thì nó khác rồi, nhưng trước khi đó, cái giai đoạn đó thì cũng cảm thấy khá là căng thẳng, khá là mệt mỏi. Thế vì thế mà tôi mới nghĩ rằng là liệu có một cách nào đó mình có nhân cái tình thế như thế thì mình có thể tổ chức được một vài cái hoạt động nào đó không. Và vì thế Midnight Talk được ra đời trong giữa tháng 8, mà đến nay cũng đã 2 tháng rồi. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng là mình nên tổ chức một cái buổi talk. Tôi nói vui thôi thì mình chọn một ngày thứ bảy. Thực ra thứ bảy là cái ngày mà có lẽ là bình thường mọi người cũng bận rộn đây. Chúng ta có thể đi chơi. Lẽ ra mà nói là chúng ta thông thường cái ngày thứ bảy này là chúng ta hay đi chơi. Chúng ta đi rạp chiếu phim, đến quán ăn, đến mọi nơi. Hoặc thậm chí là có thể là xem đá bóng. Ở đây tôi cũng thích xem đá bóng, nên thỉnh thoảng chúng ta hay xem đá bóng vào cuối tuần. Thế dẫu sao thì chúng tôi cứ thử chọn ngày ngày thứ bảy. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng chọn một cái midnight talk, nó hơi muộn. Ban đầu khởi xướng của tôi đấy là 9 giờ, thông lệ thường là 9 giờ. Trừ khi một số các cái diễn giả, một số yêu cầu đặc biệt nào đó như lần trước ấy, thì chúng tôi có điều chỉnh lên khoảng 8 rưỡi. Nhưng mà nhận thấy cái thời gian là 9 giờ là thích hợp nhất. Bởi vì thường là mọi người cũng ăn cơm khá là muộn, khá là muộn. Tất nhiên nó cũng có thể linh hoạt hơn, nhưng tôi cũng dự định là fix, ấn định lại cái lúc về mà 9 giờ. Cái câu chuyện thứ ba, tức là trong 7 buổi vừa qua, khi mà tôi tổ chức những buổi nói chuyện ấy, chúng ta thường là nói chuyện về những chủ đề tương đối là nghiêm trọng, là to tát, lớn lao. Như tôi viết ở trên Facebook, chúng ta hay nói về những câu lớn lao. Chúng ta đã từng nói về Hiến pháp Mỹ, về đảng phái chính trị, về Paul Dumais, về trường đại học Harvard đã kiến tạo như thế nào, những hiệu trưởng, những người sáng lập trường, những hiệu trưởng và những hội đồng trường. Làm thế nào để biến một ngôi trường Harvard mà trở thành một cái trường vĩ đại lớn lao như như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tổ chức tiếp một số các cái buổi talk như là đã thông báo với các bạn.
Tuy nhiên sau một thời gian thì chúng tôi nhận thấy là có thể thử tổ chức cũng giống như là kiểu thăm dò á, thì chúng tôi muốn là tổ chức một vài cái buổi nói chuyện mà nó nhẹ nhàng bớt đi, là mình thử nghiệm thôi. Chúng tôi cũng đang thử nghiệm cho những chương trình này đan xen với những cái chủ đề mà tương đối là nghiêm túc, tương đối là nghiêm trọng, là đau đầu lớn lao, thì mình cứ thử tổ chức một vài cái buổi nó nhẹ nhàng thử xem là như thế nào. Chúng tôi không dám chắc là mình có thể thành công đâu, thế nhưng cũng nhận thấy được cái sự mong đợi của độc giả, của các bạn ở đây. Rất nhiều bạn là bạn bè với tôi và kết bạn ở trên Facebook, và rồi nhiều câu chuyện nhẹ nhàng thú vị. Tôi nghĩ hy vọng rằng là chúng ta có thể đan xen giữa các cái chủ đề, bất kể chủ đề gì thì chúng ta cũng đều đều học hỏi được những điều hữu ích thôi. Thế nhưng mà lần này thì chúng tôi muốn chọn cho mình một cái chữ là kinh tế học hài hước. Kinh tế học hài hước thì thực ra nó không có xa lạ lắm. Cũng phải nói thêm với các bạn ở đây là cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã xuất bản cái cuốn sách mà như vừa rồi có một cái clip mà bạn Sang, tôi có nhờ Sang là trình chiếu chúng tôi ấy. Thì thực ra thì kinh tế học hài hước không không phải là mới. Đây là cuốn sách tương đối cũ, tương đối cũ ấy các bạn. Tức là chúng tôi đã xuất bản từ 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 nhiều năm trước rồi. Khi đó thì nói thêm đấy là chúng tôi, bản thân tôi ấy, thì tôi thấy cũng lạ lắm. Là kể thêm với các bạn thế này, khoảng độ năm 2004-05, tức là trước khi tôi, thậm chí trước khi tôi thành lập Alphabook, thì khi đó Vũ Thành Tự Anh, anh Vũ Thành Tự Anh bây giờ là giám đốc đào tạo của chương trình Fulbright nhé, chương trình Fulbright. Vũ Thành Tự Anh cũng là trong cái tổ tư vấn cho thành phố Hồ Chí Minh trong cái vụ chống Covid mà cũng có trục trặc từ chuyện này chuyện kia. Thế thì khoảng năm 2002-03, khi đó thì Tự Anh đang học ở Boston College. Tự Anh mang cho tôi một số cuốn sách về Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta đọc sách nó dễ hơn rồi, thế nhưng mà ngày đó thì cũng ít ỏi. Và khi đó thì nói với tôi rằng là Bình ơi, bây giờ ở Mỹ chúng tôi có một cái lý thuyết mới, đấy là incentive theory, lý thuyết động cơ, động lực, cái sự khích lệ của con người. Nhưng đó đối với tôi, bản thân tôi là người người đọc sách, tôi học hành thì cũng vừa phải thôi, mình cũng học trường Bách Khoa, xong rồi cũng học bằng hai trường kinh tế quốc dân, mặc dù cũng không tốt nghiệp. Tôi chỉ học được có 3 tháng 6 tháng mới bỏ. Thế xong rồi cũng học một khóa MBA, tóm lại là mình cũng học hành một chút. Thì thực ra thì nhưng mà cũng tôi không phải là dân kinh tế, tôi không phải dân kinh tế, nhưng mà khi đọc được những cái cuốn sách thì mình cũng thấy thú vị. Dân kinh tế thì tất nhiên những kinh tế vĩ mô hoặc là này nọ thì nó cũng sẽ viết rất là cao siêu, nhưng mà khi tôi đọc được cái cuốn sách này tôi thấy rất là thú vị. Khi mà cuốn sách được phân tích ra những cái câu chuyện, những hiện tượng trong xã hội mà tôi vừa rồi tôi viết ở trên Facebook ấy, có một số câu chuyện vui vui ấy, thì làm sao mà giải thích được, giải thích lợi ích của con người. Đôi khi giải thích lợi ích con người, nhiều khi mà tôi thấy rằng là nếu chúng ta hiểu thêm, tôi học thêm về những cái khái niệm như thế này, hiểu thêm về cái sự phân tích của những cái tác giả ông Lewis, thì mình mới thấy rằng là mình đọc vị, giống như kiểu là mình đọc được cái câu chuyện động lực, động cơ của con người. Nó giống như kiểu là chúng ta đặt giá chẳng hạn, các bạn biết cái mức giá mà trên thế giới dần dần người ta cũng nghiên cứu, không phải tự nhiên mà người ta đặt ra cái mức giá là 3.99 đô, 3.95 đô, xong rồi thì 9.99, tóm lại là những cái thứ như vậy. Nó phải có cái lý do gì chứ. Nên nếu mà không có hữu ích gì thì tổ chức làm gì, thì chọn giá làm gì, thì mọi những cái hoạt động như vậy. Thế thì tôi, khi tôi đọc được cái cuốn sách này thì thấy một số cái ví dụ rất là thú vị hay ho, cho nên tôi rất muốn là chia sẻ kể lại với các bạn, mặc dù ở đây đâu đó các bạn đã đọc rồi, đã biết rồi, thì tôi cũng xin khái quát lại. Tôi cũng muốn kể thêm một số câu chuyện mà những cái cuốn sách khác, hoặc là những câu chuyện thực tế mà mình tìm hiểu được để đưa vào cái câu chuyện này, để chia sẻ với các bạn kinh nghiệm. Đây cũng chỉ là một cách phân tích, tôi không dám chắc nhé, tôi không phải là một nhà kinh tế, nhưng tôi cũng không dám chắc rằng tất cả những cái lập luận của tác giả này là hoàn toàn đúng đắn. Nó giúp cho chúng ta một góc nhìn nào đó, giúp chúng ta một góc nhìn. Và bây giờ tôi bắt đầu từ cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn nhìn thấy tôi đã nói thêm này, tôi cũng rất là cảm thấy vui khi mà các bạn thiết kế ở Alpha giúp cho tôi có một cái slide, có một cái trình như thế này. Nó nhẹ nhàng, nó hài hước. Tác giả mang cái quả 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 cam, quả táo chứ, quả táo, quả cam, quả táo vào những cái thứ hình ảnh như thế này, nó làm cho chúng ta nhìn nhận cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể nhìn nhận được những cái dòng chảy mà tôi cũng đi giảng cho các bạn học trò tôi ở ABG, có thể đâu đó các em đang dự ở đây ạ. Chúng ta không chỉ nhìn cái sự vật hiện tượng theo kiểu sự vật hiện tượng, chúng ta nên nhìn sự vật hiện tượng ở góc độ kinh tế. Ví dụ như là chỉ trong tuần vừa rồi thôi, các bạn nhìn thấy dòng chảy của con người, tôi dùng từ dòng chảy, những dòng chảy của con người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, miền Đông, rồi ra miền Bắc. Thế thì đằng sau đấy câu chuyện kinh tế, kinh tế của gia đình, của cá nhân họ như thế nào. Cái đấy thì dễ nhìn nhé các bạn, tương đối dễ nhìn. Nhìn một sự vật hiện tượng mà đọc được vì sao như vậy, nó có những cái nguyên nhân, và từ nguyên nhân kinh tế, các bạn phần nhiều là kinh tế thì chúng ta cũng dễ dàng được. Nhưng sẽ có những sự vật hiện tượng mà chúng ta phải lý giải nó từ những nguyên nhân nhiều chục năm trước.
chứ không phải lúc nào cũng tự vừa mới sinh ra. Nếu có những nguyên nhân thì tôi bắt đầu ngay với cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn chuyển giúp cho tôi cái đầu tiên. Đầu tiên thì tôi muốn nói chuyện về câu chuyện về tội phạm biến đi đâu. Vừa rồi cũng thấy vui nhé, các bạn trên mạng mà xem, tôi nói chuyện vui thôi, tức là có Duyến, Bùi Công Duyến, không biết Duyến có ở đây không. Duyến là một người làm về phần mềm và làm một cái gọi là tòa soạn điện tử tòa soạn điện tử để mà các cái báo chí của mình đăng lên. Thì đột nhiên Duyến vừa hỏi, không liên quan gì với câu chuyện của tôi đâu, Duyến đặt ra một câu hỏi là cái độc giả đi đâu hết. Độc giả hồi tháng 8, tháng 9 tính ra hàng trăm triệu, đột nhiên VnExpress mất đi 20 triệu độc giả trong một tháng, không có chạo chạy đi đâu đúng không, họ biến mất à? Không, chắc là không, họ không biến mất cả, họ không biến mất, chẳng qua là khi mà nền kinh tế quay lại, các doanh nghiệp trở lại hoạt động. 2 tháng trước mà, mấy tháng trước mà, thì mọi người rảnh rỗi hơn rồi lo âu về cuộc sống, rồi tí này mọi người đọc báo rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì thứ nhất là dòng chảy những người lao động, rất nhiều người, hàng trăm ngàn người về quê, rồi mọi người lo toan đến cuộc sống. Bản thân chúng ta, tôi tin là các bạn đấy cũng thế, chúng ta bắt đầu quay dần lại với công việc. Thế thì khi chúng ta quay dần lại với công việc ấy, làm sao mình có thời gian để chúng ta lướt web, đọc báo chí như 2 tháng trước? Cho nên Duyến vừa hỏi một câu nữa, 20 triệu độc giả đi đâu mất? Thì họ chẳng đi đâu cả, họ vẫn ở đây thôi, chỉ có điều là họ không đọc báo. Và cái điều đấy cũng dễ dễ là suy luận ra được. Thì ở đây, câu chuyện ở đây đấy là tội phạm biến đi đâu. Tội phạm biến đi đâu là một case study rất là kinh điển ở nước Mỹ. Tác giả nghiên cứu về một cái thực tế ở nước Mỹ rất là lớn lao. Đầu những năm 1990, đến năm 90, 91, những cái năm như vậy, thì ở New York, đặc biệt là ở New York, tỷ lệ tội phạm liên tục tăng các bạn. Năm sau tăng hơn năm trước. Ví dụ năm trước là có 1.000 vụ phạm tội, đánh nhau, giết người, hãm hiếp, gì thế này thế kia. Thì năm sau lại tăng đi. Tăng 20%, tăng 30%. Cứ tăng, bắt đầu tăng. Thế tăng rồi thì mọi người bắt đầu mới dự đoán rằng là thôi ơi, tình hình này là kinh khủng quá, nếu mà cứ tăng đến như thế này thì ít lâu nữa nó sẽ nguy hiểm với cả thành phố rồi, nó đỡ đủ mọi chuyện thế nhưng mà rồi đột nhiên không biết là năm nào nhỉ, một vài năm sau đấy, tự nhiên tỷ lệ tội phạm giảm các bạn ạ. À, cứ thế mà giảm giảm năm sau nhiều hơn năm trước. Tôi không không nhớ chính xác con số đâu, nhưng ở đây chắc là các bạn ghi đây này. Ok, thì tôi không nghĩ là quan trọng lắm con số lắm, nhưng mà quan trọng là cái đây hoàn toàn có thật nhé, tất cả cái sự kiện như thế này là tác giả nghiên cứu thật, có con số thật, có đo lường thật. Thì có cá nhân tôi thì không 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 nhớ con số chi tiết thôi, nhưng thực tế là tỷ lệ tội phạm giảm. Năm sau giảm, cứ năm sau lại giảm nhiều năm trước, cứ thế mà giảm. Thế thì dần dần mọi người đặt ra câu hỏi là ô thế thì tại sao lại tỷ lệ tội phạm giảm, tội phạm biến đi đâu? Tại sao tội phạm biến đi đâu mất? Thế là bắt đầu mọi người phân tích, thế là mọi người bắt đầu kể công cho vui, tôi dùng từ là kể công nhé. Thứ nhất là do kinh tế phát triển này, do luật kiểm soát New York là kiểm soát súng nhiều hơn, công an đi tuần ở trên đường phố nhiều hơn, giáo dục ở trong nhà trường là dạy dỗ tôi tốt hơn, rồi bla bla tất cả những câu chuyện như vậy. Để mà lập luận thực tế là giải thích về cái câu chuyện là tỷ lệ tội phạm giảm, giảm thì phải giải thích chứ, phải giải thích được cái câu chuyện như thế. Các bạn ở đây rồi, chúng ta đang kinh doanh, các bạn đi kinh doanh thì các bạn phải giải thích xem được. Tôi nói câu chuyện này là bởi vì chúng ta đang làm việc gì đấy, chúng ta đang làm cuộc sống ở đây đâu đó, rất nhiều người làm về kinh doanh, đặc biệt là dân sale nhé, dân bán hàng, nhiều khi chúng ta cũng phải giải thích xem là tại sao hàng hóa này tăng, tại sao hàng hóa kia giảm. Chúng ta phải giải thích chưa, chứ không không phải là mình chứng kiến đâu, mình coi như vậy, mà phải nhìn được cái dòng chảy. Các bạn phải nhìn được cái dòng chảy. Lời khuyên của tôi đấy là nếu như nhìn thấy những cái dòng chảy, chúng ta sẽ phân tích được những cái câu chuyện liên quan đến tài chính, liên quan đến bán hàng, tìm ra những hàng hóa dịch vụ mới nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thế thì ở đây các chuyên gia vội vàng giải thích hiện tượng này là do kinh tế phát triển, do kiểm soát súng, do cải tổ ngành cảnh sát, rồi do giáo dục đào tạo. Nghe rất hợp lý nghe rất là hợp lý, nhưng không chắc là đúng. Tất cả những yếu tố đó mang góp phần lại làm cho tỷ lệ tội phạm giảm. Nhưng đối với tác giả, ông ta nghiên cứu, ông ta phát minh, ông ta tìm ra được một cái nguyên nhân có sự thực hơn, quan trọng hơn, lớn lao hơn. Đấy là nhờ công lao của một cô gái điếm. Xin lỗi các bạn, đấy là phải nhờ được công lao của một cô gái điếm. Là đấy là mình dùng từ nặng nề, còn đây là nhờ có một người phụ nữ trẻ, công lao của một người phụ nữ trẻ trước đấy gần 20 năm. Trước đấy gần 20 năm. Câu chuyện lịch lịch sử bóc tách là như thế này.
Ở nước Mỹ nó khác với chúng ta nhiều lắm. Các bạn hình dung nước Mỹ giống như vừa rồi Đảng Cộng Hòa của Donald Trump á, luôn luôn bảo vệ là đảng conservative mà, conservative liên tục thứ như vậy. Thì làm thế nào là câu chuyện là họ cấm phá thai các bạn, không dễ đâu. Ở Việt Nam tình trạng phá thai tương đối nghiêm trọng, tương đối tự do thì đúng rồi, nhưng mà nghiêm trọng tương đối tự do. Thế còn ở nước Mỹ không hề dễ dàng. Những bác sĩ mà làm những cái việc như vậy thì phải có giấy phép, phải có những điều kiện rất là ngặt nghèo. Ở New York, luật pháp quy định trước năm 1970, 73 nhỉ, của năm 73 khoảng ấy là thai là bất hợp pháp các bạn. Phá thai là bất hợp pháp. Bất kể là lý do gì, bạn không thể phá thai. Thế thì có một cô gái, nói chính xác là cô ấy bán hoa đứng đường, cô ấy đâm một đơn kiện lên tòa án tối cao của thành phố New York. Cô ấy kiện, đấy, nói là tôi được quyền phá thai. Phụ nữ phải được quyền phá thai khi mà mình không mong muốn, mình không có điều kiện chăm sóc. Đại khái là kiện cáo như vậy. Và cô gái thắng, cô ấy thắng. Vì thế tòa án tối cao khoảng năm 73 đến năm 75, khoảng năm 73 năm 75 khoảng đó, thì ra một cái quyết định đấy là thay đổi luật pháp. Đưa ra một luật pháp mới, đấy là phụ nữ được quyền phá thai. Tất nhiên phải với điều kiện A, điều kiện B dưới, nhưng nó tóm lại là được cởi mở hơn nhiều so với trước. Và chuyện gì xảy ra các bạn? 17 năm sau, 20 năm sau, tỷ lệ tội phạm giảm. Vì sao nhỉ? À, có ông đâu trả lời là thế này. Tỷ lệ tội phạm thực ra xuất hiện ở trong những gia đình mà không hạnh phúc, xuất hiện ở trong, xin lỗi, tầng lớp da đen, người nghèo, những người phá phách, rồi không được chăm sóc, rồi không được nuôi dưỡng, không được học hành, rồi bla bla, tất cả những cái việc như vậy. Đặc biệt là ở phụ huynh, cha mẹ không mong muốn, không mong muốn thì mình ngủ với nhau xong rồi thế này thế kia, chẳng chăm sóc cái gì gì cả thì đẻ ra. Và cái tỷ lệ bây giờ các bạn tự suy luận và xem, cái này không con số lắm đâu, nhưng mà về tự mình hiểu được thôi. Những cái đứa trẻ mà trong cái gia đình vất vả khó khăn rồi trục trặc rồi thì bố mẹ cũng đã là tội phạm rồi thế này thế kia, thì xác suất nó lớn lên là tội phạm rất là lớn. Thế đột nhiên là khi mà quy định như thế thì sau một đấy một vài năm là những cái loại người, những cái nhóm người mà tệ nạn, những băng cướp, băng đảng, rồi cô gái điếm, các cô gái này, cô gái kia trục trặc thì họ phá thai, bởi vì họ họ không thể nuôi được. Các bạn biết được là đối với chúng ta trẻ con rất là quý, nhưng đấy là những cái gia đình mà có điều kiện hoặc là hiểu biết này, có đạo đức, ở những gia đình mà ổn định thứ này nọ. Thế nhưng mà rất nhiều người không thế, nhiều người không như thế. À, thế thì bây giờ họ lập luận đấy là chính vì câu chuyện đây, nếu chính xác này, ngày 22 tháng 1 năm 1973 cô gái này thắng kiện năm 73. 17 năm sau, năm 1990, đấy, bắt đầu 17 năm sau, 20 năm sau, đấy là tội phạm mà bắt đầu tiến đầu giảm. Đấy, câu chuyện, cái lý do câu chuyện là tội phạm biến đi đâu là bởi vì họ không, họ đã xóa bỏ cái nguyên do của cái tỷ lệ tội phạm từ 20 năm trước, chứ không phải là chỉ là từ một vài năm. Những cái nỗ lực của cảnh sát ấy, này kia, nó hữu ích, nó giúp ích, nhưng nó chỉ giảm đi một phần nào đó thôi. Còn ở đây là cắt triệt để, cắt triệt để cái nguồn sinh ra cái tỷ lệ tội phạm. Thế là thứ nhất. Các bạn cho tôi sang cái trang thứ hai là về Ceausescu. Ceausescu là tạm gọi một độc tài, tổng thống của Romania. Tôi không dùng từ là nhân vật truyền cảm hứng, các bạn dùng từ truyền cảm hứng thì không phải. Ceausescu là một tổng thống độc tài của nhà nước Romania. Câu chuyện ở đây là ngược lại nhé, câu chuyện ở Romania thì lại ngược lại là thế này. Ceausescu năm 1966 nhé, thì ở Romania nó có một thực tế đấy là cứ 5 người phụ nữ có bầu thì 4 người phá thai. Tôi không hiểu câu chuyện đấy như nào, tôi chỉ có thể đọc lại câu chuyện thực tế là số thông tin là như vậy. Tỷ lệ phá thai ở ở Romania kinh khủng, tôi không biết là vì sao. Đấy, trẻ con rất là nhiều, 10 đứa con, 5 đứa con, 7 đứa con, tóm lại là trẻ con rất là nhiều. Và một thực tế đấy là phụ nữ ở Romania tỷ lệ phá thai rất là cao. Tôi không biết lý do, tôi chỉ biết là thực tế được như vậy thôi. Thế thì ông Ceausescu quyết định cái gì? Ông Ceausescu quyết định đấy là ngược lại với New York. Ông đã quyết định là phụ nữ ở Romania không được phá thai. Không được phá thai. Nhưng lý do là khác. Ông ta muốn lý do là thế này. Đất nước Romania, cứ cộng sản ngày trước ấy, thì đất nước phải hùng mạnh. Đất nước Romania là một trong nước nghèo nhé. Các bạn hình dung là Romania, Bulgaria là nước nghèo. Đức này, Ba Lan, Cộng hòa Dân Chủ Đức này, Ba Lan là những nước khá khá giàu giàu có nhất trong cái khối Đông Âu. Thế còn Romania với Bulgaria là nước nghèo nhất trong các cái nước già quốc gia như vậy. Thế thì Ceausescu tuyên bố rằng là nè, sửa luật không được phá thai. Ông ta tuyên bố thì ngược lại không được phá thai và mong muốn nhà nước Romania
dân số tăng lên thật nhanh chóng. Muốn chi phối thế giới, không phải chi phối thế giới, muốn một quốc gia lớn mạnh hùng mạnh thì cái việc là tăng 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 người. Thế nhưng mà những đứa trẻ đi nhân nói là chỉ trong vòng 1 năm tỷ lệ sinh con tăng gấp đôi, đúng không ạ? Tăng gấp đôi chuyện bình thường mà, đúng không? Mình cấm phá thai thì đương nhiên là tự nhiên phải đẻ, đẻ rồi thì trẻ con nó tăng gấp đôi. Thế tăng gấp đôi nhưng mà những điều kiện bối cảnh xã hội nó không cho phép. Không cho phép là gì? Muốn tăng lên thì trường học nó phải tăng, rồi thì gia đình, rồi thu nhập con người, rồi thì hàng hóa, rồi tóm lại là nhiều chuyện chứ. Đâu có phải là cứ đẻ không. Phải có nhà máy, phải có việc làm, phải có công viên, có trường học, rồi có nhiều hoạt động, nhiều thứ thì mới có thể hỗ trợ được. Vì thế mà những đứa trẻ này được sinh ra trong cảnh sống khó khăn. Sinh ra trong khó khăn, sinh ra trong gian khó. Nước Romania lẽ ra bây giờ như chúng ta thì các bạn hình dung là người rất là bụng nhiều chẳng hạn, thì sinh ra vô cùng khó khăn. Xã hội Romania ngày càng nghèo khó, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ngày đó đã bắt đầu vất vả rồi. Thế nhưng mà Romania là quốc gia mà còn vất vả hơn nữa, bởi vì số dân rất tăng. Trong số các quốc gia cộng sản ở Đông Âu á, thì có một cái nước đấy chính là Ba Lan ấy, thì tự do hơn rất nhiều, tình dục tự do thứ hơn rất nhiều. Romania thì rất chặt chẽ, họ cấm phá thai trong cái việc này. Thế thì đến năm 1989 nhé, trong trong việc đấy, trong hoàn cảnh sống con rất là nhiều đã. Tôi chưa nói là về tù tội mà trẻ con sinh ra. Khi mà trẻ con nhiều, các bạn biết rồi, giống như chúng ta ở quê quê mình ấy, những gia đình nông dân nghèo đẻ nuôi được 1 2 đứa đã vất vả rồi, bây giờ đưa lại phải nuôi 5 7 đứa mà không chuẩn bị sẵn sàng, không có công ăn việc làm, thất nghiệp, nó càng khó khăn. Đất nước Romania lại đẩy vào tình trạng căng thẳng và khó khăn hơn rất nhiều. Năm 1989, Ceausescu, tức là cái phong trào cộng sản, phong trào nổi dậy dân chủ ở Đông Âu nổi lên. Người dân của Romania xuống đường biểu tình lật đổ chế độ. Và riêng Ceausescu và bà vợ của ông ta thì bị xử tử, trong họ treo cổ các bạn, họ treo cổ. Thế thì mà cái lực lượng treo cổ, các bạn có xem hình ảnh ấy, tiếc ở đây không có nhìn hình ảnh của các bạn chọn ra đây chưa đầy đủ quá. Cái hình ảnh của cái lực lượng mà lật đổ các tượng của Ceausescu ở trên thế giới, ở Romania, cũng như cái lực lượng mà vận động treo cổ Ceausescu là ai? Là những người trẻ các bạn, là những người trẻ. Họ mới dùng từ, tác giả mới dùng từ là chính những đứa con được sinh ra bởi Ceausescu. Ceausescu nhờ ông ta, mà nhờ ông ta mới mới có cái luật chống phá thai á, thì cái hàng triệu đứa trẻ mới được ra đời. Và rồi những đứa trẻ đó lớn lên trong gian khó, trong khổ sở, trong vất vả, và rồi những đứa trẻ đó tự tử, hạ bệ ông bố của mình. Không những thế mà còn treo cổ cái người sinh ra mình. Tất nhiên nói thế là nói hơi hơi bóng gió, tức là cái người mà đã cho được hình thành. Các bạn hình dung đấy, vì đấy cái câu chuyện ở đây là ngược lại với nước Mỹ. Thế mới hình dung rằng là vậy tội phạm ở bên yêu là ở Rumani thì bắt đầu hình thành tội phạm như thế nào, và rồi thì chính cái nhóm người đấy lại đi xử tử hạ bệ cái người mà cho mình ra. Thanh niên giới trẻ cấp tiến ở châu Âu 20 tuổi, 30 tuổi, 25 tuổi đấy, từ năm 66 đến năm 89 là khoảng 30 năm. Sau năm 1966, những đứa trẻ đầu tiên được ra đời là khoảng 30 tuổi, 33 tuổi, và cả thế hệ sau đấy là những đứa trẻ đó. Nó họ chính là những người khó khăn vất vả, nhìn thấy bất công, nhìn thấy khó khăn, những thứ vất vả như thế nào, và rồi họ lại chính đi xử tử cái người mà ra quyết định cho mình. Đấy là một cái bi kịch đấy các bạn, kịch của Ceausescu là như vậy. Một câu chuyện nữa mà tôi muốn kể cũng nhân cái câu chuyện này mà tôi vừa rồi vừa nói, đấy là liên quan đến Joe Flo ở nước Mỹ. Flo thì không cần nằm ở trong câu chuyện về 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 ngoại nước. Joe Flo là một ví dụ thật nhé, các bạn nên Google, các bạn Google tất cả nhân vật này được. Joe Flo là một người ở trong cái cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng. Joe Flo. Nhưng ông ta liên quan gì đến câu chuyện sinh đẻ? Liên quan gì đến câu chuyện sinh đẻ? Câu chuyện là thế này. Joe Flo là tỷ phú, ông ta sinh năm 1929. Ông ta sinh năm 1929. Chủ hãng luật lớn thứ tư trên thế giới, lớn thứ hai ở phố Wall, lớn thứ hai ở phố Wall, lớn thứ tư trên thế giới sau hai cái hãng luật ở Anh và một hãng luật gì đó ở phố Wall ở New York. Ông ta có tài sản đâu đó vào khoảng độ 4 tỷ hay 8 tỷ đô la gì đấy, tóm lại là giàu có như vậy. Để các bạn biết là công tư là giàu, rất là giàu có. Joe Flom sinh ra trong cuộc đại khủng hoảng ở nước Mỹ năm 1929. 1929. Ông ta sinh ra trong gia đình rất là khó khăn nhé, tại một câu chuyện là khó khăn.
Vì sao tôi muốn kể? Bởi vì nó có liên quan đến cái câu chuyện sinh đẻ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ đẻ, để các bạn hình dung. Và tôi cũng không biết được là liệu chúng ta có thể suy luận gì đó về cái thế hệ mà được sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam trong 1-2 năm vừa rồi, không phải chỉ ở Việt Nam đâu, ở trên thế giới thôi, về những khó khăn, về vất vả. Thì chúng ta sẽ suy luận sau. Nhưng tôi xin kể câu chuyện về Joe Flo nào. Joe Flo sinh ra trong gia đình rất là khó khăn, vất vả. Đấy là thứ nhất nhé, gia đình rất nghèo. Bố mẹ ông ta làm cái nghề là ẩn xe đẩy tay ấy. Tức là bạn hình dung là vá quần áo ở trên cái đường phố ở ở ở New York. Tức là nó giống như kiểu ai đó mà bây giờ bố mẹ có cái người mà đi bán ngô bán khoai ở cổng chợ ấy, cổng cổng cửa ở lớp học đấy. Tôi ví dụ là như vậy để gọi là sự nghèo vất vả là như thế nào. Sinh năm 1929, 1933, gia đình thì rất vất vả, gia đình vất vả nghèo lắm. Ngày đó, cũng trước tôi đang kể câu chuyện về trường Harvard rồi. Joe Flom ấy, ngày xưa ấy là New England, là những trường đại học hàng đầu nước Mỹ ấy, không nhận do Thái, không nhận da đen đâu, chứ không phải là như bây giờ các bạn hình dung là Joe Flom là người do Thái nhé. Trường đại học Harvard không nhận. Ngày đó họ không có truyền thống là nhận. Sinh viên hạn chế lắm, rất là khó khăn trong cái việc mà chọn người vào trong trường. Đấy là phải gia đình giàu có rồi có điều kiện. Joe Flom thì như vậy. Đấy, tôi vừa kể một cái thực tế. Vậy chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lại có một chuyện như thế này. Mà cái này cũng có thật, có số liệu hết tất cả. Đấy là trong cuộc khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ năm 1929, 1933 thì có một chuyện nhất, có nhiều vấn đề, có nhiều câu chuyện đặt ra, nhưng có một câu chuyện đấy là tỷ lệ sinh đẻ giảm các bạn. Tỷ lệ sinh đẻ giảm. Tức là mọi năm thì đẻ nhiều nhưng mà tự nhiên năm năm cái thời khủng hoảng ấy thì lại đẻ ít đi, chuyện bình thường thôi. Cặp vợ chồng những đôi quen nhau trong trường, đúng không, hẹn nhau là thôi sang năm mình với nhau để đẻ con để cái. Những cặp vợ chồng trẻ thì bắt đầu lên kế hoạch là thôi dự định là thôi 1-2 năm nữa là mình đẻ con. Nhưng cuộc khủng hoảng của nước Mỹ, đại khủng hoảng ấy, thất nghiệp kinh khủng các bạn. Phần nào đó nó giống như kiểu 1-2 tháng vừa qua ở Việt Nam ấy, chứ không phải là khủng hoảng như kiểu năm 2007-2008. Đại khủng hoảng của nước Mỹ là cái sự tự tử ở người Mỹ ở bên đấy khủng, thất nghiệp kinh khủng đấy, các bạn ấy biết đại khủng hoảng ấy. Đấy, tôi so sánh phần nào đó giống như chúng ta, nó không nghiêm trọng, nó tức là có việc làm có thể kia, nhưng đại khái là cuộc khủng hoảng không có việc làm, không cưới nhau được. Tôi đoán thì đoán vui nhé, nó giống như kiểu cách ly bây giờ ấy. Các đôi yêu nhau không đến nhà nhau được 2-3 tháng bao giờ đến được đâu, từ tỉnh này sang tỉnh kia chả đến được, làm sao làm được. Chắc chắn là tỷ lệ mà số đám cưới giảm rồi. Ở đây bạn nào mà kinh doanh đám cưới chắc là giảm, nhưng chắc là sang năm thì bù lại thôi, hoãn đi thì bù lại thôi. Ok, thế thì tỷ lệ sinh đẻ ở nước Mỹ năm 1929 đến năm 1933 giảm rất nhiều, một nửa gì tôi không biết con số là bao nhiêu, tôi biết rất là nhiều. Đúng rồi, chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện gì xảy ra? 17 năm sau, 20 năm sau, 20 năm sau năm 1949, khoảng năm 19 sau chiến tranh rồi, sau chiến tranh thế giới thứ hai, thì câu chuyện gì xảy ra? Mọi năm số lượng sinh viên, số lượng nữa không phải sinh viên, số lượng học sinh vào các trường đại học ở nước Mỹ, ví dụ như là 10.000 người hay 100.000 người đi, thì tự nhiên tỷ lệ giảm á. Thì năm đấy bắt đầu khoảng độ năm 1947, 1948, 1949 thì số nộp đơn vào trường đại học ở nước Mỹ giảm. Có một nửa đó. Vì sao? Vì làm gì có trẻ con, có trẻ con quái đâu mà nộp đơn. Thì chuyện gì xảy ra? Đại học Harvard bắt đầu quyết định như sau nhé, các bạn hình dung là câu chuyện là họ có mấy cách quyết định đúng không, như như vừa rồi tôi đang nói câu chuyện về điểm ấy, hạ điểm xuống. Mình hạ điểm tại vì mình trường Harvard sẽ nhận 3.000 học sinh, 3.000 sinh viên, 3.000 sinh viên vào trường ấy mà, thời đấy là 3.000 hay là 10.000 gì đấy nhỉ, tôi 3.000 đến 5.000 gì đấy. Nó giống như đại học Việt Nam bây giờ, chúng ta cũng phải có chỉ tiêu chứ, các bạn biết là cố mà vớt, nhất là các cái trường tư hay trường yếu, cố mà vớt vào. Bởi vì sao? Cơ sở vật chất của mình từng này rồi, mình nó phải lên một cái ngân sách là nào là tiền vốn này, tiền này tiền kia, một cái trường đại học thì mình cũng phải có 5.000 hay là gì đó, thì mình phải có sinh viên mà vào chứ. Là cố mà vượt vào, thì các em này không được điểm thì cứ vào vì tiền thôi các bạn, động cơ là tiền, động cơ của chúng ta không phải là vì nền giáo dục này kia, mà các trường đại học được lập ra họ cũng phải có động lực. Trường đại học Harvard xác định rằng họ điều chỉnh thành phần được tham gia vào trường cho phép người Do Thái được vào trường Harvard. Vì thế Joe Flo vào trường Harvard. Đấy là do may mắn. Ông ta sinh ra rất là rủi ro là gì? Là sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn này, 1933 là đại khủng hoảng. Thế là chính nhờ cuộc đại khủng hoảng đó mà rồi ông ta lại được may mắn là trường đại học Harvard mở cửa điều chỉnh điều kiện tuyển sinh thế này thì kia để ông ta vào trường.
Tất nhiên là câu chuyện tiện thể, tôi nói luôn cái câu chuyện về Joe Flom. Cuộc đời Joe Flom rất thú vị, rất thú vị. Là một con người mà đầy khó khăn, đầy nghịch cảnh, vậy mà ông ta lại vươn lên. Mà do may mắn nhất tôi được kể các bạn, tất nhiên ông ta phải giỏi thôi, thi vào Harvard phải giỏi cơ, nhưng mà giỏi mà không may mắn ấy, thì cũng đứt. Lứa của chúng tôi ấy, tôi tin rằng lứa của chúng tôi cũng rất nhiều bạn bè giỏi nhé, lứa tôi trở lên chẳng hạn, ví dụ tầm của chúng tôi hay là gì đó giỏi chứ. Thế nhưng mà đâu có mấy người đi đi Tây Âu, đi đi châu Âu được, đi 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 đi, đi tư bản những hàng đầu được đâu, bởi vì xã hội chật chội. Và xa hơn nữa, thế hệ tôi hoặc là xa, hoặc là những cái thế hệ mà sinh năm 60, 70, 50 á, thì vẫn có người giỏi chứ, người giỏi đâu có cả, nhưng không có môi trường, không có không gian. Chút nữa tôi sẽ nói câu chuyện về các tỷ phú ở Việt Nam. Vừa rồi tôi có giao cho bạn My làm cho tôi một cái thống kê là những tỷ phú ở Việt Nam là sinh năm bao nhiêu, dễ hiểu thôi mà, chúng ta đoán thôi mà, tại sao lại gọi là tỷ phú, tại sao lại doanh nhân, làm gì có mấy doanh nhân sinh năm 40, 30. Tất nhiên 30 thì có thể mất rồi, nhưng ý rồi 40, 50 ít lắm, quá ít rồi. Không phải vì chúng ta không có những người có tư duy kinh doanh, không phải chúng ta không có những người giỏi, mà bởi vì không gian thời bao cấp nó không cho phép chúng ta được lập doanh nghiệp, nó không được cho phép chúng ta được lập doanh nghiệp. Chỉ khi chính phủ, chỉ khi đảng và nhà nước mở cửa, chính sách mở cửa năm 1986, 89 mới cho phép được mở doanh nghiệp. Trước đấy các bạn hình dung là chỉ được mở những hợp tác xã mà 5 người thôi nhé, không thuê quá 5 người, tôi nhớ lãng mạn. Các bạn thấy buồn cười không? Còn bây giờ thì khuyến khích càng dùng bao nhiêu lao động càng tốt bấy nhiêu, ngày xưa là còn không khuyến khích nữa. Sau thôi chúng ta có một cái ngày là ngày doanh nhân Việt Nam là ngày 13 tháng 10, một ngày mà mới có hình như mười mấy năm nhỉ, tôi không nhớ, mười mấy năm, 2004, 17 năm rồi, mới có 17 năm là ngày doanh nhân Việt Nam các bạn, chứ trước đấy chưa có ngày doanh nhân Việt Nam. Mọi người vẫn sợ e ngại là doanh nhân là có vấn đề gì đó, nó không đúng đường lối, không đúng chính sách gì thế này thế kia, ok, nhưng mà nó hơi ngoài lề. Thế thì Joe Flom là một người rất thú vị đấy. Một, ông ta may mắn. Ông ta rất may mắn, tự nhiên là trường Harvard lại mở cửa, lại cho phép được vào. Thế ông ta vào trường, vào trường thì ông ta chọn cho mình một ngành, đấy là ngành luật. Thông minh rất tuyệt vời, là luật thì thật sự là tuyệt vời rồi. Nhưng chuyện gì xảy ra, 5 năm sau, 4 năm sau, 5 năm sau ông ta ra trường thì ông ta lại muốn làm ngành luật, mà đã học ngành luật thì làm gì, thì muốn làm ngành luật chuyện đương nhiên rồi, học ngành luật thì phải làm ngành luật chứ. Thế nhưng mà khi đó lại có một thực tế của nước Mỹ, ông ta là lứa đầu tiên, lứa tiên phong, tôi dùng từ đấy là lứa tiên phong. Lứa tiên phong là gì? Lứa người Do Thái, người da đen, tức là không phải da trắng, được vào những trường đại học hàng đầu, được vào khoa luật, tức là làm gì có. Thế thì khi ông ta là tiên phong á, thì ông ta lại có cái trở ngại. Các hãng luật của nước Mỹ khi đó gần như 100%, chắc là 100%, toàn bộ các hãng luật là của người da trắng, bởi vì da đen có được vào đâu. Nhưng tôi vừa kể da đen với Do Thái có vào trường đâu mà mở được hãng. Thế thì các hãng luật da trắng từ xưa nay có truyền thống quen rồi, họ chỉ nhận sinh viên da trắng đó, bởi vì từ xưa quen rồi, vừa là phân biệt chủng tộc đối xử, vừa là từ xưa nay chỉ có truyền thống là chỉ có sinh viên da trắng, mà sinh viên da trắng học luật, học Harvard, học cái này học cái kia, làm gì có sinh viên người khác, cho nên họ không nhận Joe Flo. Joe Flo và những người bạn mình, một vài người bạn mình cũng là Do Thái này, không vào được bởi vì họ không nhận. Thế thì không nhận thì có mấy phản ứng, có mấy cái cách. Cách thứ nhất là các bạn, chúng ta đi 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 tìm nghề khác, chúng ta làm nghề giáo viên, làm nghề bán hàng, làm nghề thợ, làm gì, tóm lại là làm kinh doanh. Thế cho mình đi làm kinh doanh. Nhưng mà Joe Flom thì không, ông ta xác định rằng là nếu mình làm hãng luật, mình học ngành luật và mình quyết tâm yêu luật thì mình sẽ phải mở hãng luật cho mình. Tại sao mà mình lại không mở hãng luật, mình học luật cơ mà. Thế là vì thế mà họ không nhận nhé, các cái hãng luật kia không nhận. Không nhận thì lập nghiệp, thì khởi nghiệp đấy, phong trào khởi nghiệp của mình thôi. Thì mình mở ra một cái hãng luật cho mình, chuyện gì lại xảy ra, đúng không? Chuyện thế, các bạn thấy rủi ro chưa? Rủi ro đấy là gì, là cái câu chuyện là Joe Blum là không xin được việc. Không xin được việc thì nhiều người bỏ cuộc, họ thay nghề này nghề kia, nhưng Joe Blum lại kiên trì không bỏ cuộc, ông ta quyết định mở hãng luật. Chuyện gì xảy ra, lại có chuyện như này, vì mở ra mà lại mới mẻ, mà lại vốn ít, mà lại mối quan hệ ít, mà lại là Do Thái, tóm lại mà làm lại thì ông ta khó lòng mà cạnh tranh được với các hãng luật da trắng. Các hãng luật da trắng làm sao mà các bạn cạnh tranh được, đúng không? Nó có truyền thống rồi, bề dày kinh nghiệm rồi, mối quan hệ rồi, đủ mọi chuyện cả. Thế vì thế mà người ta mới dùng từ là trong suốt 20 năm sau đấy, Joe Flom lập nghiệp được đâu năm năm mấy á, và 20 năm sau đấy, từ năm năm mấy đến năm 75, 80 đấy, 20 30 năm, thì ông ta, người ta dùng từ ấy
là gặp những xương sầu của các hãng luật da trắng vứt ra. Hãng luật da trắng mà bây giờ thì họ vứt ra ngoài. Họ vứt ra ngoài thì ông ta phải làm thôi, phải gặm cụi mà gặm thôi. Mà gặm thôi thì chuyện gì xảy ra? Nhiều kinh nghiệm lên các bạn. Dạn dày kinh nghiệm, rất dạn dày kinh nghiệm. Chiến đấu nhiều, ông ta bắt đầu làm những hãng luật mà bình thường hãng luật da trắng ấy, thì có những cái phụ kiện mà bây giờ dùng từ bóng bẩy đấy là M&A, là mua bán và sát công ty, còn ngày kia để ép buộc cái bọn này rồi bán trái phiếu này rồi cổ phiếu kia, những hãng luật da trắng không muốn làm. Joe Flom làm. Ông ta có 20 năm kinh nghiệm và đến năm 1900, đầu thập niên 1980, thị trường phố Wall bắt đầu bùng nổ. Bùng nổ thì các hãng tập đoàn của Mỹ khi đó họ đứng trước hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là thuê các hãng luật da trắng. Tại vì ở Mỹ đã có truyền thống làm gì cũng phải có luật. Cái thứ hai là thuê Joe Flom với kinh nghiệm của ông ta trong cái việc là 20 năm kinh nghiệm. Đấy, nhưng nói không chắc là nói là 10.000 giờ cái luật bây giờ ông ta rất là giỏi. Thế vì thế mà Joe Flom thành công. Ông ta có kinh nghiệm hơn các hãng khác trong cái việc mua bán và sát nhập công ty. Vì thế Joe Flom trở nên vô cùng giàu có. Và người ta dùng từ đấy là 500, top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới ở nước Mỹ ấy, thì đều là khách hàng, thường là khách hàng của Joe Flom. Ông ta có 2.000 luật sư. Tôi không hiểu cái câu chuyện mà hãng luật mà lại 2.000 luật sư ở phố Wall, ở New York thì kinh khủng đấy như nào. Nhưng đấy là thực tế. À, thế thì câu chuyện này có đúng là hài hước. Sinh ra nhiều khi mình rủi ro, giống như câu chuyện các bạn biết ở Việt Nam, ở phương Đông chúng ta có cái câu chuyện là tái ông mất ngựa đấy. Trong cái rủi thì có cái may. Trong cái may lại có cái rủi. Cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi nơi các bạn, mọi thứ trong cái rủi có cái may. Thế thì Joe Flom làm một câu chuyện như vậy đấy. Những ngày đó các công ty không kiện nhau và ho, thế vì thế mà Joe Flom làm câu chuyện như vậy. Tiếp theo tôi muốn kể câu chuyện thứ hai nữa là việc các bạn cho tôi cái slide nói về cái trường học. Việc đón các em học sinh đi học, đón con về muộn nhé. Tôi xin nói về cái việc thứ hai ở trong cái cuốn Kinh Doanh Ngoài Nước, nói về câu chuyện đón con đi muộn. Đón con đi muộn thì cũng bình thường thôi. Chuyện là thế này, thực tế ở trong cái cuốn sách có nói á, tức là ở nước Mỹ cũng như Việt Nam thôi, nói chung là ở đâu cũng thế thôi, thì đều là phụ huynh về gửi con đi đi học bình thường, đúng không? Đi học bình thường xong rồi thì hẹn nhau đón con là 4:30, 5 giờ, 5:30 để đón con. Thế thì bình thường thì các bạn biết rồi, nhiều khi mà chúng ta đi làm chúng ta cũng bận rộn, rồi có việc này rồi có việc kia, cho nên nhiều người đón con muộn. Các bạn đón con muộn, nhà trường quy định rằng là 5:30 nhé, tôi không biết là giờ chắc, tôi ví dụ là như vậy, đến đón con. Thế nhưng mà thường thì mình bận việc rồi mình nói này thế kia nên để đón muộn. Để đón muộn. Thế thì một cái trường đại học ở trường, một trường học trường phổ thông ấy, ở Mỹ, vừa rồi có thống kê, đây là cái câu chuyện mà nhà kinh tế học này có thống kê thôi chứ cũng không phải là như chúng ta phân tích đâu, không phải chúng ta phân tích suông đâu. Họ làm thống kê, họ làm thử nghiệm, trong từ cái đấy thì trả lời câu hỏi. Hầu như họ như sau. Thứ nhất là phụ huynh họ bình thường là đón muộn mà, thì phụ huynh đón muộn hơn 10 phút thì phải nộp một khoản tiền. Ví dụ như hôm nay hẹn nhau là đón 5 giờ, 5 rưỡi gì đấy, nếu mà đến đón muộn á 10 15 phút thì phải trả một khoản tiền, đấy là $3. Trường nghĩ rằng là có cái khoản tiền phạt đó thì phụ huynh sẽ đến đi phạt mà, cho nên là phụ huynh sẽ đến đón, sẽ đến đón con, chứ lại mới tạo ra hình phạt để làm gì? Tạo ra một cái hình phạt, gọi là phạt hơi quá, phải phạt mà nói chung là thì phạt trừ một khoản tiền, có một khoản phí, đấy là có một khoản phí đó thì đỡ có phụ huynh phải nhanh lên phải đón con chứ, vì phạt mà. Thế nhưng ngược lại các bạn ạ, thực tế không phải thế. Thực tế là số lượng phụ huynh đến đón muộn nhiều hơn trước rất nhiều, nhiều hơn trước. Vì sao lại nhiều hơn trước? Họ phân tích thế này thôi. Trước đây họ có một cái mặc cảm là trách nhiệm và đạo đức. Nếu như mình phải đón con thì đến giờ đấy đến đó. Nhưng vì đưa ra một cái hình phạt, đưa ra một cái lệ phí, đấy là $3. Tôi nghĩ là $10 thế thôi, $3 với $10 nhỏ mà. Thì người phụ huynh được giải phóng trách nhiệm về đạo đức của mình. Được giải phóng các bạn ạ. Được giải phóng trách nhiệm thì chuyện gì? Thì họ cảm thấy ok, vì mình sẵn sàng đóng tiền mà. Thế cho nên mình có thể không phải đến, không cần cố gắng quá mức để mà đến đón đứa bé nhà mình. Mình đóng tiền là sao? Tiền để mua cái sự thanh thản, mua cái sự an tâm, mua cái sự tự do của bản thân mình ấy.
À, cho nên thực tế các bạn này đấy à, thực tế đấy là số phụ huynh vì bắt đầu có hình phạt, có một cái khoản phí, cho nên số phụ huynh đến muộn tăng gấp đôi các bạn, lại tăng gấp đôi chứ không phải là giảm đi. Ê, nhà trường thì hy vọng là giảm đi chứ cũng là lại nhờ cái đấy mà tăng gấp đôi. Đó cũng là một trong những câu chuyện đấy, cái incentive salary nó giống như câu chuyện mà quà miễn phí, không có một bữa ăn nào miễn phí các bạn, chẳng có cái gì miễn phí cả. Mình bao giờ mình mang một cái mức nợ, mình mang gì, mang một cái thứ đấy là mang nợ, cho nên có những khoản phí nó rất là nhỏ thôi à, nhưng mà ví dụ như khoản nợ, ví dụ như các bạn hình dung là chúng ta sẽ có những cái bữa cơm miễn phí, những món quà miễn phí, rồi tặng miễn phí, thế xong rồi là chính là cái cạm bẫy, chính là cái rủi ro, chính là cạm bẫy cho mình để mà mình sau này mình mắc nợ, để mình sau này mình cứ phải trả nợ thế này thế kia đấy. Thì tôi nghĩ thế thì ở đây cũng có một bạn đấy, một bạn nói rằng là 10-20 đô á, ở bên Mỹ người ta cũng làm thử nghiệm chứ, người ta cũng sẽ thử xem là tiền nhiều thì như thế nào, trả tiền thì như thế nào. Các bạn, tất nhiên chúng ta sẽ phải xem cái khoản tiền, nhưng nó có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất ấy, là ở Mỹ thì cái thu nhập của người dân Mỹ khác với Việt Nam 3 đô với 10 đô. Các bạn biết được ăn 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 món món ăn món rẻ nhất ở bên Mỹ là 10 đô, giống như kiểu mình ăn bánh mì hoặc là thậm chí còn dưới cả bánh mì, là một cái gói xôi của chúng ta là 10.000 ấy. Đấy, tôi ví dụ như món đấy là 10.000 ấy. Thế thì họ cũng có thể phạt lên 10 20 đô, như bạn thích nghe bạn nào đấy vừa nói là tăng tiền lên nhỉ. Nhưng tăng ấy thì nó có hai chuyện các bạn ạ, một là cũng bị phản ứng chứ không phải là không. Thế thì đương nhiên sẽ sử dụng cái hình phạt này và kia, nhưng tôi bảo ví dụ là mới câu chuyện này. À, như vậy là gì? Cái câu chuyện này nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái mức tiền như thế nào là đủ. Như thế nào là đủ? À, như vậy là đạo đức của con người, trách nhiệm của con người nó tương đương với 20 đô này. Nếu giả sử tăng một số tiền hay 50 đô hay 100 đô á, thì nó tương đương với, nếu mà giả sử lại về như cũ, tức là cái tỷ lệ đón con muộn nó như thế, à chứng tỏ rằng cái trách nhiệm, cái đạo đức của con người có thể quy đổi cho thành tiền được. Nhưng cái thứ hai ấy, họ muốn thử nghiệm xem cái câu chuyện này ở đâu, đấy chính là câu chuyện mà trả giá đạo đức. Họ trả một khoản tiền để mua cái sự tự do, mua cái sự an tâm của bản thân mình ấy. Thì đấy là câu chuyện là việc đón con muộn. Họ còn định làm, họ đã làm rồi, họ còn đưa ra một cái thí nghiệm, một cái thử nghiệm nữa. Một cái thử nghiệm nữa. Ok, thì đầu tiên là không phạt tiền. Đấy, thế thì đón muộn, nhiều một số người đón muộn. Tăng cái khoản phí phạt đi, à, lên 3 đô á, thì tự dưng cái khoản, cái số lượng 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 người mà đến đón muộn tăng gấp đôi. Tất nhiên tôi tin rằng là mình tăng nhiều nữa, tăng 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 nữa, tăng nữa, tăng nữa thì sẽ đón ít ít, đúng không? Chắc chắn là thế rồi, rồi cái phản ứng này, phản ứng kia gì đấy. Nhưng mà rồi họ lại tiếp tục ra một cái nữa là họ xóa bỏ. Họ xóa bỏ nhé. Sau đấy có câu chuyện thứ hai này quan trọng hơn, một cái thử nghiệm thứ hai lại hay hơn này. Thực hiện thứ hai là sau khi đã trả một cái, đã quy định ra khoản phí 3 đô rồi, thì nhà trường lại thấy không ổn, mà nhà trường lại thấy rằng là không ổn, thì nhà trường lại quyết định là xóa bỏ luôn phí, không có phí nữa. Thì cái tỷ lệ mà đến đón con, đến con muộn ấy, không về như ban đầu được nữa các bạn ạ. À, không về như ban đầu được nữa. À, tức là ban đầu ví dụ như là lúc ban đầu là đang 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 xuất phát điểm không phạt gì nhé, thì có 10%, tôi ví dụ đấy là 10%, khi mà có một cái khoản phí là 3 đô thì số đón con muộn tăng gấp đôi, 20% đến đón muộn. Thế sau đó họ lại quyết định là ô, nếu mà thế này thì không ổn rồi, bây giờ mình phải quay lại như cũ thôi, để bỏ cái khoản phí đi, để nói là đạo đức thôi đấy nhá, các anh các chị phải có trách nhiệm đến đón con. Số lượng tỷ lệ nó đón muộn giữ nguyên không giảm, lại ở mức 20% các bạn, tức là bình thường mình tưởng là về như cũ, té ra là không về như cũ nữa, tâm lý suy nghĩ của mọi người sẽ không như thế đó. Đấy thì giải pháp đến câu chuyện thứ hai là câu chuyện là đón con muộn là ở cái mức độ này. À, câu chuyện thứ ba mà tôi kể đấy là câu chuyện về bể bơi hay súng à, cái tổn thương cái này thì ở nước Mỹ thôi, nhưng ở Việt Nam thì hơi khác một tí. À, ở nước Mỹ thì sở hữu súng các bạn, luật là cho phép người dân là sở hữu vũ khí ở trong nhà. Thế thì cha mẹ nhé, họ cũng làm một cái thí nghiệm, tôi không nhớ con số đâu, ở đây tiếc là chúng tôi không có con số nhớ chính xác là tỷ lệ các thứ là như nào, nhưng đại khái như này. Cha mẹ khi mà cho con, tại vì ở nước Mỹ nó các bạn nếu mà sang lấy sống nó giống như chúng ta này, trẻ con nó ở hàng xóm rồi cùng trong khu tập thể, không phải khu tập thể, khu chung cư hay gì đó, thì hay cho trẻ con sang nhà nhau chơi, chuyện bình thường, cái đấy là bình thường ở chúng ta vậy thôi. Thế nhưng mà khi mà cha mẹ mà hỏi, nghe nói là nhà kia nó có sở hữu vũ khí, tại vì ở Mỹ thì gọi là sở hữu vũ khí nhưng không phải ai cũng sở hữu thôi, thì thường là mọi người không muốn sang, bảo là thôi không 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 cho con thì mình sang, rủi ro lắm, nguy hiểm lắm. Thế nhưng mà có bể bơi thì vô tư đấy. Thế nhưng mà người ta đã thống kê rồi, ở nước Mỹ thống kê rằng trẻ em bị tai nạn, bị chết vì bể bơi á, vì chết đuối á, nhiều hơn, thì lại cao hơn nhiều so với vũ khí.
nhưng mà vũ khí để gây nguy hiểm đến đối với con người, chứ con bể bơi thì có ai đề phòng đâu. Thế thì khi đó thì dân gian đưa ra một cái đạo đức thế này này, tức là cha mẹ không căn cứ vào cái tỷ lệ và cái xác suất rủi ro cho trẻ con của mình để ra quyết định cho cuộc đời. Nên nó gọi phi lý trí, mà giống như có một quyển bộ sách mà chúng tôi cũng xuất bản rất là thành công, đấy là bộ sách là phi lý trí. Tức là gì? Là nhiều khi mọi người không quyết định theo lý trí, không quyết định theo lý trí. Giống như kiểu là câu chuyện là cái chuyện này nó cũng vui thôi, các bạn biết nhé, tôi nghĩ là con người, nhưng mà nhiều khi chúng ta giống như cái câu câu một cái ví dụ là so sánh về về chênh lệch giá. Chúng ta nhiều khi mà đi mua bát phở đi chẳng hạn nhé, tôi nói bát phở cho nó vui đi, một bát phở khoảng độ 30.000 đồng, thế còn như một bát phở khác cách của chỗ chúng ta chỉ khoảng một vài trăm mét thôi, giá của nó là 25.000 đồng. Khoảng khoảng tôi ví dụ như vậy, tức là chênh nhau có 5.000 đồng thôi. Thế thì nhiều khi mình là mình thôi phải cố gắng đi bộ thêm mấy trăm mét, đi bộ thêm mấy trăm mét để ăn ở một cái chỗ mà cái bát phở nó rẻ hơn 5.000 đồng. Thế nhưng khi chúng ta mua những cái thứ đắt tiền, ví dụ như cái điện thoại cái iPhone chẳng hạn, 30 triệu hay 20 triệu hay gì đó, thì nhiều khi mình giả sử một ai đó nói với chúng ta rằng ở bên kia chỉ cách có mấy trăm mét ấy, có cái điện thoại iPhone mà rẻ hơn so với cái điện thoại này của mình nhé, là cả đến 200.000 chứ không phải là 5.000 đồng. Nhiều khi chúng ta không đi bộ sang thì mới thấy là vô lý, là gì, mình đi tiết kiệm, mình đi bộ mấy trăm mét để mà mình ăn một cái bát phở giảm giá, nhưng mà đối với những cái mặt hàng lớn mình lại không đắn đo những câu chuyện như vậy, không không cân nhắc những cái chuyện như vậy. Thế thì bể bơi với súng rõ ràng là bể bơi gây tổn thương, gây rủi ro hơn cho trẻ em, thế nhưng mà cha mẹ thì không để ý lắm, và trẻ em vẫn chết vì bể bơi nhiều hơn là chết vì súng đạn. Nhưng cha mẹ với mọi người đều coi mình có đạo đức, đấy là gì, là mình chống đối vũ khí, phản đối vũ khí vì vũ khí nguy hiểm đến con người ai cũng ủng hộ. Giống như câu chuyện ở đây các bạn thấy ở Việt Nam này, thế nào là phản đối cái câu chuyện mà đi xe máy hay là gì đó, một số cái hoạt động của chúng ta nhiều khi mình phản đối là vì phong trào thôi, vì 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 mình nghĩ là theo đạo đức ấy, mình thể hiện rằng là mình phản đối cái này là vì đạo đức. Nhưng nếu như mình xét kỹ về mặt lý trí, về mặt thống kê, về mặt con số thì nó không phải là như vậy. Thì không phải. Cho nên là ở đây nhiều khi chúng ta nhìn nhận công việc, trong cái cuốn sách ấy thì nó có một cái bài rất là dài nói về cái đạo đức của cha mẹ chăm sóc con cái là như thế nào. Mình quyết định trẻ con là thường là mang lại những cái điều tốt đẹp cho trẻ con, thế nhưng mà ở đây thì không phải, không không nhiều khi mà mình nghĩ là tốt, là mình bảo vệ những cái quan điểm về mặt đạo đức này kia, nhưng xét về mặt lý trí, xét về mặt thống kê ấy, nhiều khi nghe nó không đúng. Đấy thì đấy ngay là bể bơi hay là súng. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể ở đây là cái tên, tên gọi của con người. Ở nước Mỹ thì có thống kê, tôi viết đây này, tôi viết ở đây là chưa có công trình nào ở Việt Nam nói về cái tên cả, phân tích về cái tên ở đây nhé. Tôi vừa nhìn đây các bạn nhé, ở đây chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm, là một cái so sánh rất là hại, là nho nhỏ vui vui đấy. Ở đây có Thắng này, tôi đọc sơ sơ tên đúng không, bạn Thắng này, bạn Thanh Bình này, bạn Đeo thì không biết là bạn nào này, Thắng này, Lâm này, Hoài này, Hùng này, Quyên này, và ví dụ tất cả cái thứ như vậy. Thì tôi Việt Nam thì ít thống kê, nhưng ở nước Mỹ thì họ thống kê và họ phân biệt như này này. Trong một cái quyển sách, trong quyển sách này của tôi bây giờ thì tôi không không đủ thời gian thì không biết hết ra đâu, nhưng mà thống kê như sau. Thứ nhất là trẻ em mà sinh ra ở nước Mỹ thì nó có hai hai kiểu người, đấy là da đen da trắng. Trong cái cuốn sách thì nó phân tích rất rõ, đấy là trẻ em da đen thì 20 cái tên nào hay được chọn, con gái nhé, thì hay được chọn 20 tên nào, trẻ em trai bé nam thì có tên nào, gia đình nhà giàu á thì chọn tên gì, gia đình nhà nghèo thì chọn tên gì. Họ thống kê hết nhé, bảng thống kê rất cẩn thận các con số suốt từ năm 1960 đến năm 2010, tức là trước khi cuốn sách này xuất bản, thống kê tức là 50 năm trời, hàng 18 triệu thống kê, họ thống kê ra hàng con số, cuối cùng đều ra được một con số là tên của những bé gái, tên của bé trai, gia đình giàu thì thế nào, gia đình nghèo nào. Tiếc là hôm nay tôi không có cái bảng, nếu có cái bảng ấy thì chỉ cho các bạn nó dễ hơn. Thế nhưng để các bạn hình dung rằng là ok, cái việc thống kê là bình thường. Tôi tin rằng ở Việt Nam bây giờ chúng ta thế thôi nhé, ở Việt Nam bây giờ cũng thế, dần dần thời cuộc thay đổi, chúng ta chọn những cái tên hay, chọn những cái tên hay cho mình, tên Quyên này, Linh này, gì đấy chẳng hạn, tôi ví dụ. Nhưng mà rõ ràng những cái tên như thế, tên Linh chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là 30 năm trước, 50 năm trước chắc là không nhiều, nó sẽ không thống kê mà là những tên nào được được phổ biến nhất. Thế thì ở Mỹ cũng có một cái thí nghiệm, cũng lại một câu chuyện rất là buồn cười, đấy là có một ông bố có một gia đình đặt tên cho con mình ý, là hai thằng con ấy, hai thằng con trai, một thằng đặt tên là Winner, một thằng đặt tên là Loser.
Rất là thẳng. Tôi chả biết sao mà ông ấy lại buồn cười thế, ông đặt tên mét cái tên là nhé, tên con mình. Các nhà khoa học mới tính xem là liệu cái tên nó có liên quan gì đến thành công hay thất bại của con người không. Ừ, nhìn chung là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tên đẹp đẹp thì chắc là thành công, những cái tên xấu xấu thì chắc là thất bại, đúng không? Thế thì rất là rõ ràng đấy là ở nước Mỹ đấy, có một gia đình ông ta thống kê rất rõ đấy là năm nào quê quán ở đâu, ở bang nào ấy, hai thằng con cùng hoàn cảnh như nhau, cùng cha mẹ rồi nó tập về cơ bản với nhau, một thằng đặt tên nó là winner tức là như là người thắng cuộc, và một cậu tên tên là loser là thằng thằng thua cuộc, thất bại. Tôi không hiểu tại sao mà ông bố lại có thể, chúng ta hay đặt tên chiến thắng đúng không, ở đây rất là nhiều bạn tên là thắng rồi thế này thế kia, nhưng mà chả có ai tên là bại cả. Ừ, ở đây chúng ta chả có ai người Việt Nam bây giờ làm sao mà chọn tên xấu được. Nhưng mà thực tế thì khác các bạn nhé, thực tế sẽ khác, thực tế là thế này à, tôi không dám chắc nó là tiêu biểu hết đâu nhé, nhưng cái cậu loser ấy, tức là thằng em ấy, là thằng loser, thằng thằng thất bại ấy, thì cuộc đời lại ổn. Ừ, thực tế nhá, là thực tế là cuộc đời lại ổn. Ai, sau này nó trở thành luật sư, làm cái này làm cái kia, mặc dù cái tên khá là bất tiện này, ông ấy cậu ấy viết ở trong cái quyển sách ấy, với lại là tôi mà đi làm việc cái này cái kia thì nhiều khi mà bạn bè tôi không gọi tôi là loser đâu. Ừ, hay gọi trạch đi, trạch đi là Lucien rồi gì 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 như vậy, Tommy hay cái gì đó. Thế còn ông anh mình là winner thì lại trở thành là một kẻ tội phạm buôn bán hàng lậu rồi ma túy hay cái gì thực tế. Thế thì người ta mới phân tích rằng là về mặt lý thuyết, về mặt thực tế thì cái tên không liên quan thành công. Ừ, không liên quan thành công nhé, cái tên nó không liên quan. Cái tên là chiến thắng không có nghĩa là cuộc đời mình chiến thắng đấy, cái tên không phải. Nhưng thực tế lại có một cái câu chuyện rằng là quả thực rằng là những người mang cái tên đẹp thường là thành công, nhưng nó có thực sự liên quan hay không. À, nhưng không biết là tôi nói thấy có hiểu không này. Một là về cái tên á, tên thắng với bạn hay tên hay hay xấu không liên quan gì đến, sau các nhà khoa học phân tích ấy, là không có liên quan gì đến sự thành công của con người cả. Nhưng một số liệu lại cho thấy rằng những cái tên đẹp, tên hay về cơ bản họ là những người ổn, những người tốt. Nhưng nó là câu chuyện thế này, cái hành trình thường là cha mẹ đặt tên, họ tên con ấy, là thường quan sát xung quanh và nhìn thấy những người thành đạt. À, tôi ví dụ như là cách đây năm bảy năm mấy năm mà anh Ngô Bảo Châu mà được giải thưởng Phiêu, hình như là hồi đó là rất nhiều người đúng không, em bé là gì đấy đặt tên Ngô Bảo Châu. Ngày xưa có khi là mấy chục năm, 40 năm trước là anh Đặng Thế Sơn mà được giải thưởng mình đặt tên là Sơn. Tôi ví dụ thế đúng không? Những ai đó thành đạt thành công thì mình chọn tên, thì cái câu chuyện được họ lý giải thế này này, họ sẽ cái tên nó thay đổi theo thời gian nhé. Tên tôi đang nói là tên Mỹ, ở Việt Nam thì nó hơi khó hơn, ở Việt Nam cái tên đơn âm cho nên nhiều khi nó trùng lặp. Nhưng nếu mà chúng ta có ấy, thì gần đây ấy, thì người Việt Nam bắt đầu dần dần đặt tên là hai chữ thì nó mới mới khác biệt nhau. Trước đây chúng ta chỉ đặt tên là một chữ thôi, Nam này, chủ yếu tên là Nam đúng không? Nam cái gì đấy, tên là Nguyễn Văn Nam là cái tên rất là phổ biến như 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 ngày xưa. À, thế thì rồi những cái tên rất là phổ biến thế này thế kia, nhưng rõ ràng rằng xã hội phát triển như bây giờ chẳng hạn, thì tôi tin rằng những đứa trẻ tên nó bắt đầu lạ lạ dần. Những cái tên đấy nó không có được ngày xưa đâu, ở Việt Nam nhé, Việt Nam với thế giới tôi là như nhau, chẳng qua ở Việt Nam mình không có cái thống kê thôi. Ngày trước ông bà chúng ta hay đặt tên là Nguyễn Thị Dậu này, Nguyễn Thị Tị này, Nguyễn Thị Dần này, hay là Nguyễn Văn Tý này đấy, nhạc sĩ vĩ đại, là nhạc sĩ giỏi nổi tiếng, hay là ông Nguyễn Văn Tý chẳng hạn. Đấy là chuyện đặt tên như kiểu ngày xưa, bây giờ không ai đặt tên này. Nhưng mà tên bây giờ nhá, các bạn ấy là tên tôi tạm gọi ấy là Nguyễn Văn Tý, là tên hơi xấu đúng không? Tý hơi xấu, nhưng mà một cái người như ông Nguyễn Văn Tý là ông ấy là một nhạc sĩ, có vấn đề gì đâu. Tất cả những câu chuyện như vậy chả vấn đề gì. Anh Nên đúng không, anh Nguyễn Văn Nên là ở trong Sài Gòn, là bí thư thành ủy Sài Gòn, đâu có xấu gì đâu, mày có thất bại gì đâu. Thế nhưng bây giờ rất ít người sẽ đặt tên những cái tên 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 kiểu như vậy. Thế nhưng mà cái lịch sử về đặt tên, cái quá trình ảnh hưởng thế này, thứ nhất là dần dần cái tên nó thay đổi theo thời gian, 5 năm 10 năm dần dần nó cũng sẽ tiến hóa chứ, rồi sẽ tiến hóa. Thế thì dần dần họ sẽ lý giải như sau này, khi những gia đình nghèo thì họ phân biệt ra gia đình thu nhập thì thường là cha mẹ sẽ bắt đầu nhìn xung quanh mình, nhìn xem là những người nào thành đạt thứ này thế kia, là chọn những cái tên của những người khá khá như vậy à, để bật tên theo. Ví dụ như là tên Bình, tôi nói ví dụ tôi là tên gì đấy mà mình thấy à, té ra những cái nhà giàu có rồi những cái hộ khá giả, rồi chúng nó học hành trong lớp mình đấy thôi. Chúng ta đi học thì thường là khác với đại học, đúng không? Đại học nhiều khi không để ý, rồi đi làm không để ý, nhưng ở trong lớp thì sẽ thấy có một số cái tên. Ừ, sẽ một số cái tên thứ này thế kia thì mình sẽ chọn theo cái tên nào đó mà mình có vẻ thành đạt đấy. Có một bạn nào vừa nói là Quang Hải đúng không, đúng không, cầu thủ Quang Hải đá bóng thì là tên Quang Hải, thằng nào ấy là Công Phượng thì là tên đấy, tôi ví dụ đấy. Thế thì chúng ta sẽ chọn cái tên, nhưng mà cái tầng lớp
trung lưu thượng lưu tầng lớp khá giả ấy, khi mà những người khác lại dần dần sẽ là nhận thấy rằng là khi mà mình đẻ con sinh con ra ấy, cái tên mà được nhiều quá rồi, họ lại bắt đầu tìm kiếm cái mới, đó như là một hành trình ấy, tìm những thứ mới mẻ, họ lại tiếp tục khám phá, tìm ra những người tiên phong, những người khá giả, những người thành đạt, những người hiểu biết giỏi giang ấy, thì họ lại tìm kiếm cho mình những cái sự sáng tạo về mặt tên gọi, tên cho con mình ấy, để rồi đi tiếp nhé, những cái tên gì mà phổ biến quá rồi thì họ lại bắt đầu hành trình mới. Cho nên khi mà thống kê ở nước Mỹ, tôi tin tôi như tôi nói ở Việt Nam nó không có công trình nào nghiên cứu về, hoặc tôi chưa biết, gần đây hình như gần đây trong một cuộc thi đại học năm ngoái hay năm kia, FPT nhỉ, hình như anh Đàm Quang Minh hay ai đó, hình như anh Minh ấy, các bạn thử nên làm xem, các bạn thử nên thống kê, hình như đúng rồi, tôi nhớ đúng rồi, ở Việt Nam có một cái thống kê bạn nào tên là Trang này hay là tên gì đấy thì đẹp hay xấu hay là gì đấy nói vui đúng không, thống kê xem là những cái bạn mà tên này thì được điểm như thế nào, hay hết đấy, tôi không nhớ là cái bảng có một cái bảng như như vậy. Như vậy hành trình là gì, cái tên nó không phải là cái nguyên nhân gây ra cái sự thành công của con người, mà là cái việc chọn tên của cha mẹ lựa chọn những cái tên có sự thành công, chứ không phải vì cái tên đấy mà mình thành công. À, mọi người đều hưởng là đấy, cause effect mà bạn nào vừa 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 phần chit chat nói ấy. Thì đây là cái câu chuyện này, tôi dạy nói lại là họ tính ra cái tên, à, thì nước Mỹ có phân tích rất là rõ và họ dự đoán là những cái tên nước Mỹ trong tương lai dùng nên là thế này. Ở Việt Nam thì tôi tin là cũng như vậy thôi, xu hướng thay đổi tên con cái mình như thế này tới chúng ta trong vòng 5 năm nữa, 10 năm nữa rồi cách thức nó thay đổi là như này, thì nó gắn bó, nó ảnh hưởng đến những cái hoạt động, những cái sự thành công thứ này nọ của chúng ta. Một ví dụ thứ hai, nhưng ví dụ này thì lại hơi khác một tí, à, ví dụ này hơi khác là ví dụ về ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh các bạn, ngày tháng năm sinh, à, ở đây chắc là chúng ta đều là những người mà tương đối biết biết về cung hoàng đạo này, biết về năm tháng này đúng không, ví dụ như là mọi người bảo sinh vào năm năm gì đấy, năm Dần, năm con lợn vàng, năm con chó vàng cái gì đấy là thành công, là tốt tốt hơn đúng không, đấy tôi không biết đúng sai nhưng mà chắc là có thống kê, chắc là phần nào đúng đấy chẳng hạn đúng không, ví dụ là như vậy. Nhưng phần thứ hai nữa là chúng ta hay xem theo cung hoàng đạo, tức là xem mình sinh ra ở cung sư tử này, rồi sử nữ này, rồi thiên bình hay gì là tất cả những thứ như vậy. Nhưng đây là một cái số liệu thống kê của Malcolm Gladwell. Ông ta mới xác định được một cái thống kê là thế này. Thứ nhất là ông ta xác định bóng đá ấy, bóng bóng khuôn cầu ở Canada với hình như là ở tiệp Canada. Ở Canada sau khi ông ta tự nhiên khảo sát, đầu tiên là xem cho vui thôi, đầu tiên là hình như ông Malcolm Gladwell là đọc cho vui, đọc cho vui là xem, là tức là cái giải khuôn cầu ấy, giống như ngày hôm qua hôm kia chúng ta vừa xem đá bóng ấy, à, Công Phượng chuyền bóng cho Quang Hải này, Quang Hải chuyền bóng cho Văn Thanh này chẳng hạn đúng không, vậy Văn Thanh lại chuyền lại bóng cho Tuấn Anh, tôi ví dụ đấy. Thế thì Malcolm Gladwell làm một cái thống kê về những cầu thủ khuôn cầu ở Canada, giải vô địch nhà nghề của Canada, và ông ta tự nhiên ông ta tình cờ thôi, ông ta làm nào để ông ta so sánh xem ngày tháng năm sinh nó ảnh hưởng gì, và một cái thống kê rất là sửng sốt, đấy là 40% các cầu thủ đấy, đấy khoảng 40% cầu thủ sinh từ tháng 1 đến tháng 3, ừ, tức là tỷ lệ vượt trội, lẽ ra là nếu mà xác suất theo kiểu bình thường ấy thì tỷ lệ mà cầu thủ nó phải đều đều nhau chứ, ví dụ như là trong 100 cầu thủ á, mà mình có 12 tháng đúng không, thì đâu đó mỗi tháng sẽ được 10% à, ừ, khoảng 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 đấy, 8%, đều 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 nó phải chia ra. Nhưng Phan Campbell thì phát hiện ra đấy là 40% sinh ở trong quý 1, hơn 40% đấy, hơn 40% chứ không phải 40%, nhưng mà số này thì mình làm tròn thôi. 30% sinh từ tháng 4 đến tháng 6, tức là quý 2, 20% sinh ở quý 3, và có mỗi 10% là sinh ở quý 4. Cộng lại 100% nhỉ, đúng không, 100%. Ông ta bảo thì hay nhỉ, tại sao mà lại sinh ngày tháng năm sinh mà lại ảnh hưởng đến con cầu, à, không vâng. Nói thêm với các bạn là tôi cái lúc mà đọc cái cuốn những kẻ thất chúng á, thì tôi cũng tự mò xem đội Manchester, tôi không biết là tôi không tìm lại được cái bài viết của mình, tôi cặm cụi ngày đấy thôi, cách đi khoảng độ gần 10 năm ấy, thì tôi vào trong cái trang web của đội bóng Manchester United ấy, mà tôi hay xem ấy, mình tra thử xem 30 cầu thủ kể cả đội U23 thôi ấy, là như thế nào, xem thử xem có đúng không, thì tôi thấy ngạc nhiên là ấy, cũng hơi đúng như thế, nó không lệch hẳn như này đâu, nhưng nó cũng có vẻ hơi như thế, à, tức là
Nói lại với các bạn, tức là số nó không 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 chính xác 100% đâu, đây là các bạn biết tương đối thôi nhé, tôi nói là con số tương đối, nó là 36 hay ba mấy hay là cái gì đấy chẳng hạn đấy, nó là cái nhưng nó không phải là đúng tuyệt đối là 40 đâu, đây viết cho nó chung chung để mà mình dễ so sánh thôi, chứ con số thì nó cũng sẽ chênh lệch nó theo năm tháng, theo thời điểm như vậy. Nhưng mà quý một bao giờ cũng là nhiều nhất, quý hai thì nhiều thứ hai, quý ba nhiều thứ ba, quý bốn nhiều thứ tư. Thế thì cơ lý do là thế này à, những cái tại vì như kiểu bây giờ chúng ta 50 tuổi, tôi 50 tuổi rồi, chúng ta 30 tuổi 40 tuổi ấy, thì chênh lệch về năm tháng ấy, nó không nhiều lắm, chênh lệch theo tháng đúng không, tôi sinh tháng 8, có biết bạn nào sinh tháng 8, tôi sinh ngày 18 tháng 8, tức là giữa năm, ví dụ như vậy ấy. Về cơ bản là chúng ta không lệch nhiều lắm các bạn, không lệch nhiều lắm khi mình nhiều tuổi rồi, nhưng mà với những đứa bé lệch nhau lắm, các bạn biết rồi, khi đẻ ra được sinh ra một đứa bé 3 tháng 6 tháng 1 năm ấy, khác hẳn cái đứa bé mới ra đời đương nhiên rồi. Sang đến năm thứ hai thì lệch vẫn lệch nhau, sang năm thứ ba cũng lệch nhau, tức là ba đứa 3 tuổi với đứa 2 tuổi khác nhau lắm, nhìn chung là khác nhau theo thống kê. Tất nhiên là có thỉnh thoảng có một vài đứa bé là thành như thành gióng á thì hơn, nhưng mà về cơ bản thì những đứa bé 3 tuổi đương nhiên phải hơn đứa bé 2 tuổi. Và trong một năm ấy, thì những đứa bé sinh đầu năm với cả sinh giữa năm với cuối năm khác nhau lắm. Thế thì bóng đá với cả khúc quân cầu thể thao là thế này, khác với việc học của chúng ta hay đi làm nhé, ra ngoài đời này chúng ta đi làm hay kia, nhưng mà những cái môn thể thao á, những cái môn như 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 vậy á, sức khỏe động sức khỏe thế này nữa kia, thì về cơ bản là những đứa bé mà đã thành chuyên nghiệp ấy, thì ngay từ nhỏ nó đã phải, nó phải quen và thích rồi, chứ không phải là chờ đến khi 17 18 tuổi bắt đầu so với nhau, bắt đầu chọn đội tuyển 17 18 đâu, không phải. Các bạn biết là Công Phượng này, thằng Phượng này rồi 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 Quang Hải, nó đá bóng từ lúc 5 tuổi 7 tuổi, tôi đang nhà Quang Hải rồi, trước nhà Quang Hải là một cái sân cỏ của xã thôi, mà sân vận động thôi, nó ra đá bóng bắt buộc rồi. Anh em mình bây giờ 40, tất nhiên 40, 50 không tính rồi, nhưng mà 15, 17 tuổi mà xỏ chân vào giày thì quên đi, các bạn chả có cửa nào. Bạn không có cửa nào để mà chúng ta không có cửa nào để mà trở thành thành tài năng à. Chúng ta đá là đá cho vui, đá cho giải trí, đá cho kiểu kiểu phong trào, cho công ty, cho đá bạn bè thôi, chứ mình chả có cửa nào. Muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ các em ấy là còn phải bắt đầu quen với bóng đá, quen với thứ từ cấp 1 nhé, từ cấp 1. Tôi đoán là tôi nghĩ là các bạn này, tôi lứa tôi ấy, thì tôi thấy rằng là bọn tôi là hồi lớp 1 bắt đầu đá bóng đấy, vỡ lòng với lớp 1 là ngày xưa thì Hà Nội nó như một cái làng đấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Hà với ở Thái Thịnh ấy, nó như một cái ngôi làng, thế là suốt ngày đá bóng đá điếc cái gì cho cái thứ như vậy. Thế thì mình đá như vậy thì mình mới biết được à, thế ra thì có một thằng nó có những cái bọn nó giỏi hơn dần dần, giỏi hơn mình. Nhưng mà tất nhiên là hồi đấy thì mình không nghĩ năm tháng năm sinh gì đâu, nhưng mà câu chuyện ở đây là Man cũng phân tích ấy. Khi mà muốn đá bóng ấy, thì các cầu thủ sẽ được xem xét và chọn lựa từ khi còn nhỏ, giống như kiểu Công Phượng hay là gì đó, nó 7 tuổi hay 8 tuổi hay mấy tuổi dần dần nó được chọn vào trong đội Hoàng Anh Gia Lai, tức là phải phải rèn luyện rồi, chứ không phải chờ đến mười mấy 15 17 được đâu. Thế thì khi đó nó phải được vượt trội hơn những bọn bạn bạn bè mình, muốn đá bóng giỏi ấy, thì phải đá nhiều mà phải rèn luyện nhau, tức là ví dụ chúng tôi như thế đó, chúng ta đi thi học sinh giỏi thì thường là chúng ta cũng sẽ thi học sinh giỏi ở lớp nhất, nhưng đâu đó đầu lớp thì chắc không phải thi đâu, nhưng mà thầy có thể chọn luôn ra. Năm em này là học giỏi toán này, thôi thì mình chúng mày đi thi học sinh giỏi trường đi, xong rồi mình thi trường giết cái gì xong xong đấy thì mới đầu mới lên giỏi quận đấy, quận huyện, thế xong rồi mới vào 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 thành phố, xong rồi thành phố mới lên quốc gia đấy, có quy quy tắc chọn là thông thường thôi. Đá bóng cũng tương tự như vậy, đá bóng còn rõ hơn như thế từ khi còn rất nhỏ. Thế thì ông mới nhận thấy là cái lát như bây giờ là 31 tháng 12 mà, thế thì là gì, là những cái đứa mà sinh đầu năm với cả sinh giữa năm hay cuối năm ấy lệch nhau khi còn bé, họ lệch nhau, cho nhiều khi mình cũng cảm thấy rằng không phải là thiên tài à, thì cũng là thiên tài thật, thế nhưng mà trong cái thiên tài cũng có một số phần là may mắn, nó có một số phần là may mắn. Chúng ta đều thấy rằng là ví dụ như trong lớp lớp tôi nói là lớp thường đấy, cái bạn học giỏi, một vài bạn học giỏi đầu lớp ấy, thì cũng dễ chọn thôi, nhưng cái em mà thứ ba thứ tư thứ năm, tức là giỏi thử chọn 5 người nhé, thì cái bạn thứ năm ấy là rất là ngấp nghé, cái bạn thứ năm với bạn thứ sáu với bạn thứ bảy để hơn nhau một chút, không không nhiều lắm đâu, nhưng chỉ biết một tí thôi, nhờ một sự may mắn nào đó mà cái bạn đấy được chọn vào thứ năm. Khi được vào thứ năm thì chuyện gì xảy ra, khi vào tức là giống như đá bóng lớp lớp học thôi á, lớp đội tuyển ấy, 5 thằng giỏi thì được vào đấy, bao giờ thầy cũng dạy dỗ nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, luyện thi hay luyện nhiều hơn, giải những bài toán khó à, xong lại được ngồi học với nhau. Thế thì cái đứa thứ năm với cái đứa thứ sáu ấy bình thường ấy là không khác biệt nhau, nhưng nhờ việc vào đội tuyển, đầu tiên là đội tuyển của lớp nhé, của trường nhé,
thì đã là vượt trội rồi, được học hành này, được tuyển chọn này, thế này thế kia, rồi va chạm gặp gỡ, rồi vươn lên vươn lên vươn lên vươn lên. Còn cái bạn ở bên kia bị lát cắt ấy, cái cắt line á, cho nên là tụt lại. Thế thì ban đầu thì họ không khác biệt nhau, nhưng mà chỉ sau một vài năm nó bắt đầu lệch lệch lệch. Thế thì bây giờ đá bóng này cũng vậy thôi, nếu như bạn đã được đã trở thành những người giỏi ở trong trong lớp trong trường ấy thì bạn lại được vươn vươn lên tiếp. Cho nên ở đây dần dần nó trở thành một cái xác suất, mà xác suất này trở nên rất là khoa học, chứ không phải là may mắn, mà đều là khoa học cả. Thế thì ở một quốc gia khác họ thay đổi cái lát cắt, đấy là không phải là ngày 31 tháng 12 nữa, mà họ chuyển sang cái lát cắt đấy là ngày 31 tháng 8, à hình như 31 tháng 8 hay sao ấy, hay là tháng 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 sáu gì đấy. Coi như mỗi mỗi nước nó sẽ lấy một cái lớp cắt, thường là 30 tháng 12, 31 tháng 12, tức là 1 tháng 1 tháng 5 là ra một năm học mới, nhưng có những nơi thì chọn là ngày 1 tháng 9, ngày năm học đấy là họ chọn. Và tùy thuộc những cái lát cắt đấy mà hình thành những con người khác nhau, hình thành sự may mắn của con người. Tôi tạm dừng ở đây, Hoài Phương giúp anh trao đổi là câu hỏi, để anh thử đọc những cái câu hỏi các thứ của các bạn, để chúng ta tạm nghỉ mất mấy phút ở đây để anh thử review lại câu chuyện này xem là như thế nào. Hoài Phương ơi. Bây giờ anh mới có thời gian để đọc được cái này. Phương ơi. Thế trong lúc này không thấy Phương ấy đâu nhỉ, thì mi 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 trả lời cái mấy câu hỏi của các bạn ban đầu đi, để anh đang review lại mấy cái thông tin quay. Mi ơi. Em xin chào mọi người. Thì trong thời gian lúc chờ đợi vừa rồi thì ban tổ chức có đặt ra hai cái câu hỏi mang tính hài hước, và lưu ý một chút với mọi người, tức là cái câu trả lời thì nó nằm trong cái phạm vi của hai cuốn sách, đấy là Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước. Thì thứ nhất là em xin trả lời với cái câu câu thứ hai trước, đấy là tại sao tội phạm buôn ma túy lại vẫn ở với mẹ. Thì câu trả lời này thì đã có sẵn ở trong cái cuốn sách Kinh tế học hài hước và Siêu kinh tế học hài hước, và cũng cũng một phần câu hỏi thì cũng đã nằm ở trong cái phần trao đổi vừa rồi với anh Bình, đấy là theo phân tích của tác giả và cái phần thảo luận vừa rồi của anh Bình ấy, thì ra cái việc phá thai được, khi mà cái việc phá thai được hợp pháp hóa thì những đứa trẻ bị sinh ra trong những gia đình bất ổn ấy thì ngày càng giảm đi, và điều đó thì khiến cho là cái số lượng những đứa trẻ có nguy cơ trở thành tội phạm thì cũng giảm sút. Vì vậy thì tác giả thì cũng đã có một cái ví von khá là hài hước rằng là tác giả thì vẫn tác giả thì đã ví von một cách rất là hài hước rằng là tội phạm buôn ma túy thì vẫn luôn ở với mẹ, vẫn luôn ở ở vẫn luôn ở ở cùng với mẹ, ở trong bụng mẹ. Thế thì thực ra là để hiểu ra được cái câu hỏi này và cảm thấy là nó rất là những cái chi tiết hơn ý, thì mọi người nên tìm đọc cái cuốn Kinh tế học hài hước, thì họ giải thích cái việc này rất là theo theo một cách rất là hay ho và thực ra là rất là hợp lý. Thì Em cứ giải thích cho mọi người đi, em cứ giải thích cho mọi người về cái câu chuyện, về cái đoạn này đi. Em cứ nói cụ thể cho mọi người thôi. tức Anh hỏi là Phương đi đâu nhỉ? Mọi Phương dẫn chương trình này, anh hỏi Phương cái, anh bảo Phương. là khi mà tức là khi mà những cái người phụ nữ mà khi chưa chuẩn bị theo theo cái phân tích ở trong trong cái cuốn sách ấy, thì là khi mà những cái người phụ nữ mà chưa chuẩn bị tâm lý và cũng như là cái điều kiện để sinh con ấy, thì những đứa trẻ sinh ra trong một cái gia đình nó trong cái hoàn cảnh nó bất ổn thì nó thường là không 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 thể đạt được những cái sự nuôi dưỡng dạy dỗ các thứ được như những đứa trẻ khác, và những đứa trẻ đó thì có nguy cơ trở thành, tức là có nguy cơ trở thành tội phạm nhiều hơn những đứa trẻ mà được dạy dỗ tốt trong môi trường tốt. Thế nên là khi mà cái việc khi mà cái việc phá thai được hợp pháp hóa thì tức là người ta chủ động hơn trong cái việc những cái người mà những cái gia đình mà chưa chưa ổn định về kinh tế, chưa ổn định về về điều kiện sống ấy, thì họ có thể chủ động trong cái việc là có sinh cái đứa trẻ đấy ra hay không. Thì theo phân tích của tác giả
thì mà cái này thì nó cũng 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 là những cái mà khoa học đã chứng minh, tức là những đứa trẻ mà sinh ra trong một một cái môi trường mà không không thực sự tốt thì họ thì chúng nó, tức là những đứa trẻ đó sẽ không không được hưởng những cái giáo dục tốt nhất và sẽ có nguy cơ trở thành rất là dễ trở thành là tội phạm. Thế nên là khi mà cái việc mà và khi mà cái việc phá thai được hợp pháp hóa thì họ đã chủ động hơn và họ đã không sinh những cái đứa trẻ đó ra khi mà chưa có điều kiện sẵn sàng. Thì tác giả của cái cuốn sách Kinh tế học hài hước này này thì cái giọng văn của ông ấy với cả những cái phân tích rất là theo một hướng rất là hài hước, vui vẻ, thì ông ấy có ví von rằng là tức là những cái đứa trẻ, những cái tội phạm nhí đấy thì đã không được sinh ra và mãi mãi tức là vẫn luôn ở trong bụng mẹ, tức là vẫn luôn ở cùng với mẹ. Thì đấy là một cái cách ví von của ông ấy. Thì em đấy thì đấy là một cái câu trả lời nằm trong phạm vi của cuốn sách và cũng là nội dung câu trả lời của cái câu hỏi thứ hai. Thì ở đây có một ở ở trong phần trả lời của các bạn khán giả ấy, thì em thấy có một cái câu trả lời mà hợp lý và hài hước và cũng là một trong những cái câu trả lời nhanh nhất, đấy là đến từ bạn MT Nguyễn Thanh Tùng. Thì bạn có trả lời rằng là buôn ma túy thì không phải là một nghề nghiệp nên là kẻ buôn ma túy vẫn tính là thất nghiệp nên vẫn phải ở với mẹ. Thì câu câu trả lời này cũng cũng khá là hài hước và tức là bạn trả lời rất là nhanh. Thì em đánh giá đây là một trong những cái câu trả lời mà sẽ được nhận giải thưởng trong trong ngày hôm nay. Thì nhờ bạn Tùng để lại số điện thoại ở trên box chat để bọn em có thể để ban tổ chức có thể liên hệ để gửi đến phần quà. Thế còn sau đây thì em sẽ có một cái lời lý giải cho cái câu trả lời thứ hai. Thì em vẫn phải nhấn mạnh rằng tức là các câu trả lời của ngày hôm nay ấy, thì cái câu hỏi thì nó đã cũng là khá là hài hước nhưng mà nó cái câu trả lời thì nó cũng nằm trong cái phạm vi của hai cuốn sách này thôi, của hai cuốn sách này thôi. Thế câu thứ hai đấy là giáo viên và đô vật sumo thì có điểm chung nào, thì cũng cũng theo như là tác giả của cuốn sách Kinh tế học hài hước ấy, thì ông ấy cho rằng là cái ông ấy có phân tích một cái trường hợp đấy là các cái giáo viên ở Chicago của Mỹ, thì khi mà tại tại khi mà cái kết quả học tập của học sinh bị giảm sút rất là nhiều và học sinh thường xuyên vi phạm vào những cái nội quy, thì tức là giống như kiểu là sở giáo dục của ở Chicago ấy, thì họ có trao một cái giải thưởng để khích lệ để làm sao mà giáo viên và học sinh sẽ có được cái kỳ thi, tức là sẽ có được cái kết quả tốt nhất. Thì tuy rằng là cái giải thưởng thì trao thì lại tức là cái số giải thưởng càng tăng lên thì người ta lại càng phát hiện ra rằng là các giáo viên bắt đầu có những cái biểu hiện gian lận trong việc thi cử, ví dụ như là đổi điểm số này, hoặc là khi mà các bài bài kiểm tra các thứ của học sinh gửi về thì giáo viên đã sửa điểm để nói chung là nó là để đạt được thành tích, để đạt được cái giải thưởng đấy. Thì theo theo tác giả theo cái câu chuyện, mà câu chuyện này là câu chuyện có thật và tác giả đã phân tích cái tình huống này, đã phân tích cái tình huống này ở trong 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 sách. Thế và ông ta liên tưởng đến đến những cái các cái đô vật sumo, thì ông có lý giải rằng tức là giáo viên ấy thì thường là được coi, thường thường mọi người thường coi đấy là những người mà trung thực nhất, không thể nào có những cái gian lận được, và các đô vật sumo thì trong văn hóa của Nhật Bản thì đấy là những người rất là được trọng vọng, rất là và gần như là họ không họ họ không có cái cơ hội để được gian lận. Thế tuy nhiên là vì những cái mà danh vọng mà những cái đấu sĩ sumo có được đấy thì họ lại để đạt được như vậy, họ càng khao khát đạt được những cái trận thắng nhiều hơn ở trong trong các cuộc thi ấy, thì họ lại có cái biểu hiện là cố gắng lách luật hoặc là tìm mọi cách để có thể gian lận để được chiến thắng. Thế nên là ông ấy đã ví von rằng là ở tức là giáo viên và các đấu sĩ này thì đã có một cái điểm giống chung với nhau, đấy là có một cái điểm chung với nhau đấy là tưởng rằng là không tưởng rằng là những người là trung thực nhất, những người ít có cơ hội gian lận nhất thì lại lại có khả năng gian lận vì động cơ của họ.
Động cơ ở đây tức là giải thưởng càng cao thì càng nhiều giáo viên bị phát hiện gian lận trong thi cử, tức là trong cái thời trong trong cái lúc mà cuối cái năm đấy ở Chicago ấy, thì có hơn 200 giáo viên, tác giả đã nêu rằng là có hơn 200 giáo viên bị phát hiện ra là đã gian lận, đã đổi điểm số của học sinh. Thế và những cái đấu sĩ sumo ấy thì lại tức là càng được tức là càng được tung hô, càng được trọng vọng, thì họ càng tìm cách lách luật giữa các trận đấu để làm sao mà để tốn ít sức nhất, làm sao mà để tốn đỡ phải thi đấu nhiều nhất nhưng vẫn đạt được cái điểm số chung cuối cùng là cao nhất. Thì ông đã ví von là đấy là giữa giáo viên và đô vật sumo thì có một cái điểm chung như vậy. Thì để hiểu rõ hơn về những cái câu trả lời như thế này thì em cũng rất là giới thiệu với cả mọi người về cái hãy tìm đọc cái combo sách kinh tế học hài hước và siêu kinh tế học hài hước. Thế, và ở cái câu thứ hai này thì cái câu trả lời cũng là nhanh mà cũng nó cũng vừa hợp lý mà nó cũng cũng tức là trong thời gian nhanh nhất và cũng là hợp lý, em nghĩ rằng là cũng là phù hợp. Thì của bạn cũng lại là đến từ bạn MT Nguyễn Thanh Tùng, thì bạn có trả lời rằng là về cơ bản giáo viên và đô vật sumo đều phải đối mặt với các đối thủ nặng ký. Thì tức là ở đây là ngoài ngoài cái hợp lý ở đây thì nó mang tính tức là bạn ý, cái trí tưởng tượng của bạn thì cũng rất là sáng tạo, thì bạn đã tức là, bạn ý hình như đã ví von học sinh là những đối thủ nặng ký, thì em nghĩ cũng là một phần hợp lý nếu mà những ai mà đã Ok, cảm từng ơn mình. đó, Cảm ơn mình. thì đấy là Thì tổng hợp nhường được. lại dần nhất là tôi muốn nhường lại dẫn cái chương trình này cho chỗ bạn ở ngoài phương. Thì cũng giải thích thêm, tức quan điểm của tôi cũng dự kiến rằng là mình thông thường cái buổi midnight talk thì trừ một số trường hợp mà vì diễn giả khách mời họ họ yêu cầu, còn bản thân tôi muốn duy trì là từ 9 giờ đến 11 giờ. Mặc dù như vừa rồi còn nói chúng tôi cũng thử nghiệm, định là thử nghiệm lúc nào đó có những cái buổi talk là ngắn lại chỉ còn 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi. Thế nhưng mà chưa chắc đã làm được. Ok nhỉ, muốn nhường lời cho ngoài phương dẫn chương trình. À, Nghe dạ dễ vâng, phần đấy cảm nhỉ. ơn anh Nguyễn Cảnh Cảnh Bình về về một cái phần chia sẻ rất là thú vị vừa rồi ạ. Và em tin chắc là những người tham gia của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều câu hỏi dành cho anh. Nhưng mà có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ vẫn đang cần chờ một chút thời gian để các người tham gia mọi người tham gia thì có thể nhắn câu hỏi lên trên box chat ạ. Dạ Ừ, vâng, hoặc trong là câu lúc hỏi cũng được. Ừ, dạ vâng, hoặc là trong câu lúc hỏi cũng được. chờ dạ vâng trong trong lúc chờ thì em xin phép là có khách mời có khách mời nào muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho anh Bình không ạ? Thì khách Đây mời này có có thể nhé, anh thấy một bạn là hay hay đấy, tôi thú vị đấy, một bạn nói rằng là các cái công ty sách vì sao mà cứ giảm giá 20, 30, 50 mà lại không giảm luôn vào giá. Này đây có chuyện bằng việt giải thích được không, tức là bạn các bạn sale các bạn nên là thử 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 giải thích như nào, tôi nghĩ là cũng là một cái thú vị mà đúng không. Người Việt Nam nó thích giảm giá mà. Thế nào thử Việt ơi, Việt đâu nhỉ, Việt thế này, Việt ơi, cái việc mà giảm giá sách cái thứ này nó thì tất nhiên là có thể là Việt không phải làm trong ngành sách hoàn toàn đâu, nhưng mà nó cũng dễ giải thích thôi các bạn ạ. Mời 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 Việt tí, mời Việt nói vui xem là vì sao mà khắp nơi các công ty sách lúc nào cũng giảm giá 20, 30 thế này thế kia, mà tại sao không giảm giá luôn vào giá thành. Thực ra cái này em không có biết anh Bình ơi, cái này em đoán mò thôi chứ Đón không mò không đi. biết đâu. Dạ Dạ thì anh Bình dạ, nói nhưng mà xin cái ạ. tâm lý ở đây có chắc là có hai 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 việc. Một là cái tâm lý của cái người mà được mua cái sách mà giảm giá đấy. Thì chắc là cũng dễ ra quyết định mà nhanh ra quyết định hơn. Cái chuyện thứ hai có thể là liên quan đến những cái phần chiết khấu hoặc là một số phần bán ở trên các sàn đó, thì khi mình nêu một cái giá tốt và mọi người mình nêu xin lỗi cái ý đầu tiên là mình bán một cái cuốn sách mà giá cao thì nhà xuất bản cũng vui, tác giả cũng thấy là sách của mình có giá, và cái người mua cũng có cảm giác rằng là mình mua được một cuốn sách đắt nhưng mà với một giá chấp nhận được, thì thành ra cái cảm giác mà khi mà ra quyết định thì có cảm giác là đâu đấy là có cảm giác là nó dễ chịu hơn cho tất cả những người xung quanh, Ok tất cả những người liên quan. Thì ok em nghĩ là chắc cái ý đó là ý chính. anh trả lời, anh nói góc độ của anh nói thêm, tức là trên cơ sở mà câu hỏi của bạn ấy thì còn có một cái thực tế này cũng khá là đúng ở Việt Nam mà thậm chí là trên thế giới nữa cơ. Có một câu mà phải mở rộng hơn đi,
vì sao thư viện nhé, thư viện nói chung, thư viện nhà nước, thư viện nói chung ấy, vì sao thư viện không bao giờ nghe hơi nặng nề, nói chung là ít có sách hay và sách mới. Nhà các bạn nghe nhé, vì sao thư viện ít có sách hay và sách mới. Tôi muốn đi lên từ thư viện đã, xong rồi tôi sẽ lý giải câu chuyện là 20-30%. Bạn nào trả lời được không nhỉ? Nhé, tôi đặt câu hỏi rất là vui đấy. Sự thật nhé, hoàn toàn là sự thực các bạn ạ. Vì sao thư viện ít sách hay và ít sách mới? Ít sách hay lắm bạn ạ. Ít hơn những bình thường đúng không? Lý giải này nhé, chắc là tôi sẽ trả lời luôn đúng không? Vì sao ít sách mới? Thông thường ấy thì thư viện nó khác với chúng ta. Các bạn thấy có sách hay các bạn đi mua luôn. Các bạn vì anh em mình là mình bỏ tiền là mua cho mình mà. Mình thấy có gì hay thì mình mang ra ra cửa hàng mà mua, mình lên Tiki mà mua. Nhưng mà thư viện, mà đặc biệt là thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện nhà nước ấy, muốn mua thì họ chỉ có ngân sách thôi các bạn. Và về cơ bản 1 năm 2 kỳ nhé, 1 năm có 2 kỳ là được phê duyệt. Thông lệ đấy, mà thực tế ở Việt Nam bây giờ thế nhé, thông lệ ở Việt Nam là 1 năm có 2 kỳ. Thế bắt đầu mà muốn kỳ muốn duyệt ý, thì đầu tiên là có thể lập danh sách, mà các bạn mình biết là lập danh sách. Thế mà khi mà có mà đến tay họ rồi ý, thì thường là trễ, không có sách mới. Sách mới là ý tôi là vừa xuất bản được 1 tháng 2 tháng là anh em mình mua ngay. Ok là như vậy. Thế còn thư viện ấy thường là 6 tháng hay 12 tháng mới đến kỳ họ phê duyệt ký. Cho nên thường là không có sách mới, thứ nhất. Sách hay cái này thì tôi nói vui đúng không, lại vấn đề hài hước là vì sao không có sách hay. Thông thường cho nhiều người chúng ta mua sách ý, thì có mấy kiểu loại mua. Một là tự mình mua cho mình, loại thứ hai nữa là mình mua cho người khác, giống như sếp của mình mua cho mình, bố mẹ mua cho mình. Bố mẹ mà mua cho mình chưa chắc là mua cái thứ mà mình thích, cũng chưa chắc là mua mình thích đâu. Bố mẹ mua cái bố mẹ thích cơ đấy, chứ không phải là lúc nào mà cũng mua cái thứ mà mình thích. Sếp của mình cũng thế nhé, ở đây cũng nói thêm là rất nhiều bạn doanh nhân mua của tôi bảo Bình ơi ông chọn cho tôi sách này đi, ông nó phải nộp viên rồi nó phải thế này nó phải thế kia, ví dụ tôi là ví dụ. Thế còn về thư viện thì nó có câu chuyện này, thông thường nhiều khi trong cái nghề thư viện ấy là muốn mua là cạnh tranh với nhau về giá. Các bạn hình dung câu chuyện là về kinh tế nhé, đúng kinh tế luôn ấy. Cái này hoàn toàn mang tính chất kinh tế. Thư viện thông thường sẽ có một cái khoản ngân sách là 100 triệu đi, tôi nói chui vui vui chung chung ấy là 100 triệu để mua mua sách. Nhưng phải quả thực là nhiều thư viện, nhiều người đúng hơn, kể cả cá nhân như tôi chẳng hạn hay gì đó, thì quyết định những cái gì hoa hồng bạn ạ. Ta sẽ đặt vấn đề cho anh Việt, anh bán tôi thì ông bán tôi 100 triệu, nhưng mà Việt ơi em đưa cho anh muốn là gửi giá, Việt phải cho anh 50 triệu nhá, chuyện trước mà. Gửi giá các bạn ạ. Các bạn là phải gửi giá chứ, mình nghèo hồ xưa ông phải gửi giá chứ. Mà cái này là không phải thư viện đâu, tôi nghĩ rằng là ngành khác nhé, các bạn phải áp dụng ra, tự suy luận ra các ngành khác cho nó tương tự như vậy ở trên thế giới nhé. Cái này cũng là bài toán ở trên thế giới chứ không phải chỉ ở ở Việt Nam đâu. Nói lại này, khi chúng ta mua cho chúng ta ra Tiki này, ra phố sách rồi ra được này kia, là anh em mình mua là quyển gì rẻ nhất, quyển gì hay nhất, quyết như là mình mua đúng không, mình có nên gì đâu. Thế nhưng mà thư viện bình thường ấy họ sẽ có ngân sách mà họ nghèo, thế cho nên họ thường nhiều nơi bắt đầu đặt là gửi giá. Bạn Việt ơi, bạn đứng ngoài phương ơi, bạn Thành An ơi, tôi có 100 triệu mua sách nhưng mà tôi muốn gửi từng này phần trăm. Bạn có tin thực đấy là sự thật không nhỉ? Có ai nghĩ cái đấy là chuyện bình thường mà có dễ hiểu không nhỉ? Dễ hiểu chứ đúng không? Nhá, dễ hiểu. Thế chuyện gì xảy ra? Các bạn ạ, à, sách của tôi nhé, như kể của tôi đi, thì có mấy loại. Thứ nhất là những cái loại sách hot hay ấy, thì việc quái thì mình phải giảm chiết khấu cao. Không phải giảm chiết khấu cao, em gửi cho các anh mà lại gửi giá, em vì giá mà, thì em chỉ gửi những loại sách ế, những sách không hay thì chiết khấu nó mới cao, thì mới có commission cho các anh chứ. Sách mới này, toàn cái quyển quyển Sapien của chúng tôi này, rồi quyển nổi tiếng này, quyển nổi tiếng kia, tại sao mình phải đi bán giảm giá? Ông ấy, chúng tôi đang bán tốt thì phải quái, thì chỉ đầy sách ế trong ngành xuất bản. Thậm chí tôi không biết, tôi không dám nói quá, nhưng tôi thực ra mình không nói tên quá, nhưng có đơn vị có những cái loại sách sản xuất ra chỉ bán cho thư viện. Thư bán này giá 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 tiền của sách, như bạn hình dung là sách sách thì nó hơi đặc thù, là bao giờ thì giá tiền này, giá tiền đằng sau cái gói gáy này, thông thường họ là 100.000 thôi, nhưng mà vô cùng nặng nề ở cái câu chuyện là chiết khấu. Đời tôi làm về xuất bản sách gần 20 năm nay á thì vất vả lắm, cứ ra định lệ nguyên xí là toàn xin giảm giá thôi đúng không, này là giảm giá. Thế cho nên họ bày ra một cái chuyện là họ nâng giá lên gấp đôi. Sẽ có những quyển sách chỉ phục vụ thư viện nhé, thứ nhất là chỉ phục vụ, lẽ ra 100.000 họ lên 300.000,
xong rồi chiết khấu đến 70%, 80% tại vì mọi người đang mua nó chiết khấu mà. Thì thích lắm, ui rồi cuốn sách này giảm giá thế này đi kia. Đấy, cho nên là cái vấn đề thứ hai nữa là trong thư viện không có sách mới. Bởi vì sao? Bởi vì một năm chỉ có 2 kỳ, thời gian mới là sao được, phải cố chứ, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là lại còn chiết khấu nữa, thế thì chỉ mua được những cuốn sách mà ế mà chỗ này chỗ kia thôi, những cuốn sách nổi tiếng, sách mới hay làm sao mà chiết khấu được. Cho nên những người ra quyết định đấy rồi. Quay quay lại câu chuyện về mặt chiết khấu, vì sao 20% bạn vừa đặt ra nhé, anh Bình tại sao anh không giảm luôn mà đi. Hôm nay tôi vừa giảm, tôi giả sử nhé, quyển này của tôi là bán đúng giá, không có hết đúng giá, giá bìa 100.000 đi nhé, giảm 30% là 70.000. Giả sử như tôi giảm cái bìa của sách này còn 70.000, bạn khác lại đòi, và các cái đơn vị phát hành mặc cả với nhau nhé, trong nghề xuất bản ấy, mặc cả với nhau là mặc cả với nhau về chiết khấu các bạn ạ. Những cái thứ khác nó không có có giá ở trên bìa, ví dụ như là tôi nghĩ là rất nhiều thứ không giá trên bìa đúng không, mình bán, bạn mua một cái giá xong bạn cộng 20%, cộng 30%, cộng 50% là lên thành giá bán nhé, hàng này hàng kia. Nhưng sách là một cái thứ, kể cả thuốc men ấy, có nhiều thứ là không có in trên giá đâu các bạn, dùng làm gì có mấy loại mà in giá ở trên sản phẩm, anh nghĩ thế nào? Tôi chắc là rất ít loại hàng mà giá bán được in trên sản phẩm. Thuốc anh em mình mua thuốc rời đấy, chả có cái gì mà in đấy cả đúng không, quạt cũng không, nhà cũng không, tóm lại là chả có in cái gì cả. Thế thì là gì? Giá gốc thường là định giá mà. Về cơ bản là việc định giá nó có ba cái cách định giá. Định giá thứ nhất là định giá trên chi phí. Mình sản xuất ra mất 1 đồng thì thôi mình bán là bán thành gấp 2, gấp 3. Nên là chi phí là 1 đồng thì mình bán nhân lên thành gấp 2, gấp 3 lần. Đấy là một cách nhé. Cái cách định giá thứ hai là định giá vào khả năng của người mua. Tôi không biết sản xuất ra bao nhiêu, nhưng ông Việt ông sẵn sàng bỏ tôi 10 đồng thì tôi mẹ đặt giá là 10 đồng. Vì ông sẵn sàng trả giá chứ không phải căn cứ cho chi phí được nữa. Nên sẽ có một số mặt hàng là không phải căn cứ cho chi phí các bạn ạ. Căn cứ theo khách hàng trả. Loại đặt giá thứ ba nữa là đặt giá trên mức độ cạnh tranh. Thằng A nó bán như thế nào, thằng đối thủ của mình như thế nào, giống như điện thoại iPhone hay cái gì đó. Tôi ví dụ ấy, là có rất nhiều hàng, có hàng hóa có thể lấp lẫn, có thể thay thế. Thì mình sẽ đặt giá như vậy, là có 3 loại đặt giá. Đặt giá trên chi phí, mình sản xuất thêm 1 đồng thì mình nhân đôi lên, hay cộng 20%, 30%, 50% lên. Cái loại thứ hai nữa là đặt giá theo khả năng mua. Bạn Đình với bạn Việt nhà giàu, các bạn trả tiền cao, tội gì tôi bán giá thấp, đúng không? Đặt giá theo người mua mà. Thế như ví dụ như tôi kể, tôi ở trên Ba Vì, ở trên chạy mũi của tôi, tôi đi bằng ô tô mà, các bạn biết tôi đi ô tô, ô tô cũng ngon ngon. Tôi mà vào hỏi bán mua bán lặt vặt như ấy, tôi đã từng đi rồi ấy, vào một cái cửa hàng dọc đường thôi, tức là cửa hàng mua cây cảnh thôi, cây bớ bẩn thôi, cây chè ở trên đấy á, tôi mà vào hỏi thường là họ bán tôi hết 5.000 nhé, 5.000 đến 7.000 đồng một cây chè. Nhưng cái cậu giúp cho tôi, giúp việc của tôi á, đi xe máy kẹt kẹt cả tàng ấy, mua có mỗi 1.000 đồng một cây thôi, nó nhìn mình mà đặt giá chứ, các bạn biết câu chuyện này bình thường rồi, ông này thế này, ông này thế kia là ông đặt giá. Thế nên quay lại câu chuyện về xuất bản thế thôi, xuất bản là một loại hàng đặc biệt, sách là một loại hàng đặc biệt mà giá được in ở trên bìa. Và trong ngành với nhau, buôn bán với nhau, và các bạn muộn đấy, các bạn sẽ dựa theo phần trăm chiết khấu. Tôi bán cho Tiki, cho Pha-sa là phải ký một cái hợp đồng từ đầu năm nhá. Alpha với Tiki cũng được, tất cả đơn vị khác như nhau trên thế giới cũng tương tự như vậy, chứ không phải là ở Việt Nam đâu. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng đầu năm với mức như thế này, bán cho Tiki loại như thế này, chiết khấu là như này, đúng không? Xong Tiki giảm giá, và vì độc giả cũng rất hay căn cứ vào vấn đề giảm giá, nhìn thấy giảm 20%, 30%, 50%, bây giờ tôi lại giảm giá đi, cho nên là xu hướng của ngành xuất bản sẽ có một số cái nguy cơ á. Vì cái việc mua như thế thì có một nguy cơ, đấy là tăng giá lên cao, xong rồi lại tăng chiết khấu, đúng không các bạn nhé? 100.000 giảm 30% là còn 70.000, nhưng tôi tăng lên thành 150.000, 200.000, nhưng tôi lại tăng chiết khấu đến 50% nhá. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy đâu rồi, cái quyển sách này của ông Bình ông ấy giảm đến 50%, tức là thích quá, không ai ngờ rằng đấy là cái bẫy về mặt giá. Đấy, tôi xin trả lời cái câu như vậy, không biết là có ai đặt ra câu hỏi thêm. Hoàng Anh này, không biết là Hoàng Anh nào, chị Hoàng Anh ai, xin nhường lời cho Tú Ngoại Phương. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Bình ạ. Và anh Bình cũng vừa nói đến một cái vấn đề mà hiện giờ chúng ta cũng đang rất là đau đầu ạ, chính là vấn đề về thư viện của các trường ạ. Hiện nay thì ngoài cái vấn đề mà trước có cập nhật sách nhiều, thì em thấy là còn cái vấn đề nữa là cái không gian thư viện của mình hiện giờ là cũng đang còn phải cải thiện rất là nhiều nữa. Và bây giờ em xin mời anh hoặc chị Hoàng Anh ạ, có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho anh Bình ạ.
À không, mình cũng không có ý định đặt câu hỏi gì đâu, mà mình chỉ có chia sẻ về cái vụ là vì sao mà thư viện nó không có sách hay và sách mới ấy. Mình thì Vâng ạ, cũng cảm gần ơn như câu hỏi là nhé. hiếm khi để ý đến, nói chung là mình cũng không để ý lắm đến thư viện của Việt Nam, nhưng mà mình có thể trong quá trình mình lang thang ở thư viện của nước ngoài thì mình có thể đảm bảo với bạn một vấn đề đầu tiên ấy, nó ít sách hay và sách mới. Đó là bởi vì thứ nhất là cái tiêu chí về sách hay và sách mới của mỗi người là khác nhau, cái của bạn đọc với lại cái của cái người mua sách thì nó không có giống nhau đấy. Và người mua sách nhiều khi thì người ta sẽ kiểu như là ưu tiên, có những lý do có thể như là mình đã nói mình không rõ lắm, nhưng mà mình có biết một điều chắc chắn rằng là ví dụ thư viện của trường thì ví dụ tất cả mọi sinh viên đều thích những cái môn mà chuẩn bị về thi này, hay là thích những cái chuyện mới nhất này, thì nó đông người quá, tức là người ta mua các đầu sách là người ta mua như nhau, nhưng mà một số quyển thì sẽ có rất là đông người xông vào mượn. À, vì thế cho nên là chúng ta có cảm giác là nó khan về cái loại sách đó, nhưng thực tế thì là nó cũng không phải là khan đâu, mà bởi vì của mình nhớ ngày xưa có những lần mà bọn mình phải xếp hàng từ đầu tháng để giành bằng được những cái cuốn sách đầu tiên mới đến ấy, vì không còn nếu không có thì thi khổ quá không làm nào được. Nhưng người ta mua thì người ta cứ mua đều nhau. Thế còn về cái phần mà của thư viện của Việt Nam thì mình chỉ biết là hai ba thư viện mình có ghé, thì thứ nhất là đúng những cái như mình nói, có lẽ là nó là do chiết khấu. Cái thứ hai là tư duy mua sách của thư viện Việt Nam, nhất là thư viện công ấy, thì nó vô cùng dở hơi. Người ta sẽ mua sách cúng cụ nhiều hơn là mua sách cần. Hàng năm thì các trường đều có gửi cho các khoa một cái list tất cả những cái sách để cho các bộ môn được đặt, nhưng mà lại không phải là do bộ môn tìm sách, mà là một cái list của một công ty nào đấy đặt thầu đó. Xong đó thì chúng mình chỉ được đặt sách trong cái sách, cái list của Đúng công rồi, ty đặt đúng rồi, thầu ấy thôi. đúng đúng chị ạ. Và Ừ, em không tiện cái nói list thêm về cái của vụ này, nhưng mà đấy là nó chỉ có khuôn khổ thôi, nó chỉ có danh cũng đấy, sẽ có những đơn vị nó làm hết tất cả cái, những vâng, và nói chung là cái giá sách ở trên cái công ty đặt thầu đấy, thì vậy. với cái thằng mà lăn lộn ở ngoài tiệm sách online và offline như mình thì mình nhìn là mình không biết nói thế nào. Đúng. Nhưng lại thấy có một lần để mình có một cái góp ý nhỏ là giá này nó có vẻ khí hơi cao, thì người Cao. ta liền liền nhìn mình và người ta bảo là chị chẳng tế nhị gì cả. Thế sau đó là mình đành phải trở nên rất là tế nhị đó. Thế thì thành cho nên là nó có nhiều lý do, một là Có do nhiều lý nhu do lắm, cầu đúng đấy, cho nên là cần tôi với là cung với cầu nó khác nhau, vui. và cái thứ hai là sự lựa chọn khác nhau đó. Còn vì sao mà nó có sự lựa chọn khác nhau thì nói chung là nó mỗi một nước nó lại có một kiểu khác Có những nhau anh thế. nhau. Với lại nhưng mà một cái thứ ba đó là tâm lý của người dùng của chúng ta, thì khi nào cái gì đấy mà mình đang thích thì lúc nào mình thấy là nó thiếu. Giống như Thiếu. là nếu mình đang yêu người yêu này ấy, thì một ngày hàng ngày gặp nhau mình vẫn thấy thời gian thấy là không đủ, nhưng mà bây giờ kết hôn độ khoảng hai ba chục năm rồi thì nhiều khi là hàng ngày nhìn thấy nhau lại là một, lại là thấy hơi nhiều quá đấy, cho nên nó cũng còn do Covid feeling nữa. này Cái tình hình này căng thẳng lắm đúng không? Covid thế này là thời gian vâng, hơi nhiều quá. rồi như là đấy, cho nên ông Einstein ông đã làm ra thuyết tương đối, thì là chúng ta phải hiểu được cái thuyết tương đối nó là như vậy thế thôi, chứ nó không có gì. Và nhân dân nhà chúng ta cứ vui vẻ kiếm sách mà đọc, và nên nhớ rằng là ở đâu thì nó cũng có sự hài hước của nó cả, tâm Đúng lý không, học đúng. hay là thư viện ở đâu thì nó cũng thế cả mà thôi. Cảm ơn Còn chia sẻ của cô Hoàng Ánh ạ. à, Cô nhân ạ. thể nói về về định giá, chia sẻ thêm với mọi người về một cái câu chuyện về 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 định giá mà tôi hay đi nói chuyện đấy, để cho mọi người mọi người ví dụ ở đây, nhất là chỗ bạn Việt ở đây có nhiều bạn kinh doanh nhé. Câu chuyện này có thật luôn. Đấy là cái hình như giống trước tôi đã kể, không biết là kể chưa, là câu chuyện về định giá cái lốp xe ô tô nhé, lốp xe ô tô hãng Michelin nhé, là một ví dụ rất là điển hình. Các bạn nào tìm đọc cái thông tin, tức là có một hãng hãng lốp, tôi không biết là hãng Michelin như nào, nhưng tôi đoán là Michelin thôi. Thế thì họ các kỹ sư càng ngày càng làm cái lốp xe nó bền hơn. À, năm sau thì vì mình tìm phụ gia này, chế biến hóa học là cái gì đấy, cao su tốt hơn, bền hơn mà, bền hơn thì phải tăng giá lốp, các bạn phải tăng giá lốp. Nhưng những cái người như chúng ta đi xe và những hãng vận tải là người mua nhiều nhất ấy, họ không chấp nhận tăng giá tiền. Họ không biết được là ông Việt này ông bán lốp này, ông Sang này đi bán lốp này, ông Đức này đi bán lốp này, ông bảo là anh Bình ơi anh mua của em đi, lốp của em bền hơn ngày trước, tôi chả biết có bền hơn hay không này, giá đắt hơn này, tôi không thích này, mình không tin. Thế thì tình hình như là bế tắc, tại vì mình sản xuất lốp ngày càng nhiều, nhưng mà người ta lại không sẵn sàng mua vì với giá cao. Thế còn mà làm với giá như cũ ấy thì tội quá gì mà phải sản xuất thêm cái loại lốp cho nó bền, tại vì người ta mua theo lốp thì tội quá gì mình phải làm lốp ngày càng bền, đúng không các bạn? Hiểu không? Lốp ngày càng bền thì cái người mua ngày càng mua ít đi,
Đấy. Mà ngày càng mua ít đi thì anh em mình lại thiệt. Đấy, cho nên anh em mình phải bán cái lỗ lỗ gì đấy mà nó còn mau mau hỏng thì người ta còn mua của mình chứ. Đấy, đến lượt nhá. Thế thì các nhà kỹ sư với cả bộ dân marketing ấy, nó đưa ra một cái giải pháp mà ở châu Âu một vài công ty nó áp dụng. Đấy là chuyển sang cái hình thức là trả tiền theo km. Ừ, thế này hãng lốp ký hợp đồng với các công ty vận tải container ấy là vẫn rất nhiều. Các bạn hình dung sang châu Âu với Mỹ nó đi, chứ còn xe cá nhân của mình thì đi làm ít thôi, nhưng mà xe container nó chạy kinh khủng ấy. Bình thường nó sẽ trả là 1 xu, tôi nói ví dụ ấy, là bình thường là 1 xu, nó tính ra là 1 năm thì đều mọi người đều biết luôn là vận tải hết bao tiền, thay bao nhiêu lốp thế này thế kia là 1 xu 1 km. Thế thì hãng Michelin ký với các vận tải là từ nay về sau công ký với tôi là 0,95 xu, tức là giảm đi 5%. Bây giờ ví dụ là như vậy. Và tôi không quan tâm đến giá lốp nhé, các ông không quan tâm đến giá lốp, các ông không cần biết là thiếu lốp nào, tôi để sẵn ở trong kho của ông, nhìn cái lốp này, cái ô tô nào hỏng này ông lại thay. Đúng nghĩa là ông thay hết năm tôi đọc km đồng hồ, tôi nhân ra tiền. Thế thì cái ông mà cái hội mà chạy xe tải ấy, thì lãi đúng không? Tại vì mọi năm là mình trả mất 1 xu, năm nay mình lời mất 5%, mình chả lo cái gì cả, mừng quá. Các kỹ sư cũng thấy mừng đấy, cho nên là vì sao mình làm càng bền càng tốt. Thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất hay. Thì hôm nay tôi hay đi giảng, hay đi nói chuyện về những cái case study, những cái sự sáng tạo hài hước, chỉ một chuyện thôi, nhưng nhờ cái sự sáng tạo của dân kinh tế học tìm ra được động cơ, cái incentive theory lý thuyết ấy, nó tìm ra tháo gỡ ra những cái vấn đề của xã hội, tháo gỡ ra những thứ của xã hội. Hay tôi kể là như vậy. Cảm ơn anh Bình ạ. Và còn có một câu hỏi nữa gửi đến cho anh Bình ạ, và có nhắn nhẹ anh là bây giờ anh sẽ hỏi, sẽ trả lời theo cái lối kinh tế học hài hước ạ, là sẽ trả lời theo Ok, theo lối hài hước nhất cho câu hỏi này ạ. Dạ, anh có anh Đặng Tức Quốc Việt thì có hỏi rằng là việc không áp dụng chế tài phạt chỉ thưởng với nhân viên sẽ tăng hiệu quả, hay là áp dụng cả hai hình thức thưởng phạt thì sẽ có hiệu quả hơn ạ? em đọc lại cho anh hình dung xem là được nhất thưởng chế tài phạt tiếp là như thế nào. Dạ, anh Việt thì có hỏi là việc không áp dụng chế tài phạt mà chỉ có thưởng không thôi ạ, với nhân viên thì sẽ tăng hiệu quả hơn, hay là việc sẽ áp dụng song song cả thưởng và phạt thì sẽ có hiệu quả cao hơn ạ? Anh không biết chắc cái này, anh chưa nghiên cứu. Nó có thể tùy vào tình huống, tùy vào từng công việc, tùy vào cách thức như nào, tùy vào mức lương như thế nào đó. Thế mình đã có mức lương cao hoặc là có một cái tiêu chuẩn này nọ kia. Tuy nhiên cá nhân anh thì anh nghĩ rằng thiên về cái hướng rằng là nó phải cân bằng được cả hai. Cái này tùy vào cái quan điểm về mặt quản trị thôi, tùy vào cái loại công việc mà mình nên phạt hay nên thưởng. Các bạn chắc là vừa rồi nghe câu chuyện mà anh có phải mấy năm trước nhỉ, 5 năm trước anh Vượng anh nói chuyện với cả anh Hùng Viettel á, đúng không? Có một cái đối thoại ở trên YouTube mà đâu đó anh em mình cũng nghe, phải kéo dài phải 2 tiếng hay 3 tiếng gì đó. Thì anh Vượng cũng nói về cái quan điểm tức là nếu mà thành công thì thưởng nhưng sẽ không phạt. Thì tôi nghĩ đấy là cũng là một cái giải pháp. Những cái câu chuyện về case study về cây gậy và củ cà rốt đó. Tức là cây gậy là dùng phạt, mà hình phạt mà củ cà rốt là cái phần thưởng ấy, thì thường là cái nguyên tắc quản trị, cái triết lý về mặt quản trị thường là ở trong quá khứ, tức là trước trước đây. Bây giờ khi dịch chuyển sang một cái hình thức quản trị mới, thường là mọi người sẽ hướng theo cái câu chuyện mà thưởng nhiều hơn phạt. Nhưng tôi nghĩ rằng là cũng sẽ phải tùy vào cái tình huống, tùy vào cách thức, tùy vào từng doanh nghiệp, từng đơn vị nó như thế nào. Tôi dám chắc cả hai cái nó đều có cái tác dụng cả, nhưng cả xã hội chung hoặc là những cái doanh nghiệp tiến bộ ấy, những doanh nghiệp tiến bộ hoặc doanh nghiệp cấp tiến ấy, thì dần dần họ sẽ chuyển dịch sang thưởng thôi mà không phạt nữa. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Vâng, như vậy là ý của anh Bình là bây giờ chúng ta sẽ phải tùy vào tình hình ạ. Nhưng mà về xu hướng thì sẽ có xu hướng là thưởng nhiều hơn là so với Nhưng cả thưởng nhiều việc hơn không phạt, phạt đúng không nhá. ạ? Dạ vâng ạ, hiện giờ có một cái câu hỏi mới cũng rất là cập nhật với các tình hình Covid hiện nay của chúng ta là hiện nay sau sau Covid thì ở trong Sài Gòn có rất là nhiều trường hợp là trẻ 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 bị mất cha mẹ ạ, và trở thành trẻ mồ côi ạ. Và có một câu hỏi từ chị Nguyễn Thị Ba. Anh Bình cho em hỏi rằng chị Ba có hỏi rằng anh định nhận định như thế nào về số lượng trẻ sinh ra đợt này khi mà bố mẹ mất do Covid, thì 15 đến 20 năm thì tình trạng tội phạm thì có sẽ thay đổi như thế nào ạ? Có Chị khi đây đặt là Nguyễn Bá hỏi. Thi chứ không phải là Nguyễn Thị Ba. Vâng Đúng ạ, không, là Nguyễn Bá dạ Thi thì Nguyễn sao? Bá Thi ạ, Thế nhưng dạ mà vâng mình thì ạ. mình không nghĩ rằng là mình nên phân tích về câu chuyện về tội phạm, cái xác suất. Tại Dạ. vì chúng ta nhìn thấy là ở Sài Gòn hay ở Việt Nam nói chung ấy, thì mất về cái tình trạng này là đâu đó có khoảng độ 20.000 người, 30.000 người, đúng không? 20 30.000 người, trong đó có cũng phải đến trên một nửa hay là 2/3 là những người già 50 tuổi, 60 tuổi, thì nó cũng, con cái cũng 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 lớn rồi. Đấy là lý do thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai nữa là
cha mẹ mà nhỏ, tức là con mà bé thì đâu đó chỉ có 20 tuổi, 30 tuổi thì tỷ lệ mà mất, cái số lượng người mà mất thì không không nhiều. Cho nên tôi không nghĩ rằng là mình nên phân tích theo cái hướng tỷ lệ tội phạm vì nó không quá quan trọng nữa. Cá nhân tôi không thấy nó quan trọng lắm. Một là có tăng hay giảm hay không thì nói chung là nó không quá quan trọng, mà mình đấy không phải là cái yếu tố để mà mình phân tích. Với cái cuộc khủng hoảng như thế này, với dịch bệnh, đặc biệt là câu chuyện di dân nhé, dịch chuyển dân cư về các địa phương á, thì nó có những cái việc phân tích nó quan trọng hơn. Ví dụ như là các bạn có thể đặt ra câu hỏi là giá bất động sản ở các địa phương, ở Long An, ở Bình Dương, Long An, Bình Dương thì chuyển đi rồi, nhưng mà ở những vùng xa hơn khác, ở An Giang, ở Đồng Tháp, ở Cà Mau chẳng hạn, hay là ở ngoài Hà Nội cũng vậy, thì mình đi ở về địa phương thì có tăng hay giảm? Đấy tương đối dễ trả lời được, đúng không? Mình nhìn thấy là nó tăng thôi. Xu hướng như này là kiểu gì các nơi, các cái địa phương nó tăng giá. Ở thành phố Vinh như thế này nó ngày xưa, tức là giá nó thấp thì bây giờ không phải thành phố Vinh đâu, Vinh quê tôi, nhưng mà bây giờ xuống cấp huyện rồi, huyện Thanh Chương, huyện Đô Lương chắc chắn là tăng giá rồi các bạn ạ. Người dân nó về nó sẽ dùng hàng kia, nó sốt, có thể người ta không mua nhiều đâu, bởi vì những người lao động nó đâu có nhiều tiền, nhưng nhu cầu có này nọ có, cho nên là tự nhiên nó tăng thôi. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể đặt ra những câu hỏi nó liên quan đến kinh tế, liên quan đến ngành nghề, giống như tôi đùa vui ấy. Ngành gì là kiếm tiền nhiều nhất trong mấy năm tới, tức là mình nói chuyện kiểu hài hước ấy. Chứ còn tội phạm thì thực sự là tôi nghĩ là cái xác suất mà tăng hay giảm nó không quan trọng, nó không phải quan trọng, mà là nó không có mấy, nó không ảnh hưởng gì mấy trong giai đoạn này. Rất nhiều người nuôi dưỡng các em mồ côi, số lượng mồ côi, trẻ mồ côi có thể lên đến vài ba nghìn người, như vừa rồi là anh Trương Gia Bình nói rằng là FPT nhận 1.800 cháu á, nếu mà cả nước có khi lên 2.000, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong số đó là sẽ nhiều người là được ông bà này, bố mẹ, chú mợ, tức họ hàng nuôi thế này thế kia, nó không ảnh hưởng lắm. Cá nhân tôi không thấy cái việc đấy nó quá quan trọng và nó không bị vấn đề lớn. Dạ, cảm ơn anh Bình về phần chia sẻ vừa rồi ạ. Em có một cái băn khoăn nữa, đó là em muốn là xu hướng cái các cái ngành sẽ phát triển sau khi mà chúng ta mở cửa trở lại ạ, là sẽ như thế nào ạ? Những cái ngành gì mà sẽ có cơ hội khi mà chúng ta mở cửa trở lại ạ? Và một lần nữa thì em muốn là câu trả lời nó sẽ mang tính hài hước một chút, đúng như cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay là kinh tế nhưng mà phải hài hước ạ. Khó đúng không? Mình trả lời được nữa là khó rồi, mình trả lời hài hước còn khó hơn. Đang mời anh Việt đây này, có các bạn chia sẻ thêm nhờ đúng không? Có mà anh Việt thì dạ. anh sẽ nghĩ, nhưng mà để mà trả lời được theo một kiểu hài hước thì quả thực là cũng là khó, nhưng mà có khi là cũng sẽ là thú vị hay ho cho việc này. Vậy thì trong các khách mời ngày hôm nay thì có anh chị nào muốn trả lời một cách hài hước nhất ạ, để chúng ta có một cái buổi tối thứ bảy cũng khá là muộn rồi ạ, nhưng mà chúng ta vẫn muốn đem lại không khí tích cực, không khí hài hước cho chương trình được không ạ? Dạ, em mời nghề nào mà phát triển tương lai được. Dạ, anh Việt có muốn chia sẻ không ạ? Anh Trần Việt có muốn chia sẻ không ạ? Cho anh alo. Dạ, thực ra thì cái này thì anh có tìm hiểu, anh có nghiên cứu, nhưng mà câu chuyện là để làm trả lời cho hài hước thì nó khó quá nên anh cũng không dám trả lời. Nãy giờ đang nghĩ cách nào để mà nói chuyện cho nó hài hước, nhưng mà đúng là khó thật. Dạ vâng, thực ra là sự hài hước thì nhìn có vẻ dễ đúng không ạ, nhìn các diễn viên hài độc thoại nhìn có vẻ dễ, nhưng mà thực ra là cũng cả một sự tư duy đúng không ạ. Thế thì bây giờ trong lúc chờ anh Bình nghĩ ra cái câu chuyện hài hước để cho cái câu trả lời này, thì anh có thể trả lời một câu hỏi trả lời một cách thực tế hơn cũng được ạ. Đó, trước khi mình trả lời hài hước thì mình có thể trả lời thực tế thôi ạ. Thực ra thì nó cũng khá là dài, nhưng mà đại khái là như thế này. Một số cái chúng ta hình dung là một số ngày ở đây có ba cái xu hướng, có ba xu hướng mà chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Chuyện thứ nhất là sự chuyển dịch của trung tâm kinh tế từ thành phố Hồ Chí Minh và lân cận xung quanh ra phía Bắc và ra các tỉnh, chuyển dần về các tỉnh. Có lẽ là không phải là thành phố Hồ Chí Minh không phải là trung tâm kinh tế nữa, nhưng mà nó vẫn còn. Và do như vậy, nó sẽ giảm mức độ đi. Và do như vậy nên là kinh tế của các tỉnh nó sẽ phát triển, đặc biệt là những cái ngành liên quan đến chuyện là thâm dụng lao động. Và như vậy thì hàng loạt những cái doanh nghiệp hay là những cái địa phương mà có khả năng đón những dòng đầu tư về sản xuất, và về sản xuất từ FDI hoặc là các doanh nghiệp hiện tại mà mở rộng sản xuất ra thì sẽ có một cái cơ hội phát triển. Như vậy thì những cái doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, công nghiệp,
liên quan đến những ngành bổ trợ cho những ngành cho những cái khu công nghiệp đó, chẳng hạn ví dụ như là xuất ăn công nghiệp, ví dụ như là tuyển dụng đào tạo nhân sự tại địa phương, vân 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 vân, là một số ngành mà sẽ rất là hot ở trong các địa phương trong thời gian sắp tới. Ở cái trong các ngành khác thì chúng ta sẽ thấy được những cái dòng dịch chuyển khá là thú vị. Ví dụ như là trong bản thân các ngành thì nó sẽ vẫn có cái chuyện là có những cái tốt hơn và có những cái tệ hơn, tại vì cái hành vi của khách hàng, hành vi tiêu dùng khách hàng hoàn toàn khác rồi. Chúng ta nói ví dụ như chẳng hạn là cái chuyện là ví dụ như bây giờ F&B, chẳng hạn ngành F&B, ngành ẩm thực đi. Có những cặp 82% số cặp vợ chồng mà trong độ, tức là khi mà cưới nhau mà vẫn còn son á, tức là chưa có con á, thì 82% thì hoặc là vợ không biết nấu cơm, hoặc là chồng không biết nấu cơm, hoặc là cả hai người không biết nấu ăn. Nhưng mà sau mùa dịch 4 tháng vừa rồi ở nhà thì buộc cả hai người này đều phải biết nấu ăn hết. Một trong hai người phải biết nấu ăn. Và vì vậy nên một cái tỷ lệ nhất định của họ sẽ không ăn tối ở bên ngoài nữa. Không ăn tối bên ngoài nữa. Điều này làm cho sụt giảm cái nhu cầu của cái các quán ăn vào buổi tối, buổi chiều và buổi tối. Buổi trưa thì họ vẫn ăn ở ngoài thì chắc chắn rồi, họ đi làm mà. Nhưng mà buổi tối thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ về nhà ăn một cái tỷ lệ nào đấy ha, chứ không ăn tất cả, một cái tỷ lệ nào đấy. Thì là nó làm sụt giảm cho thị trường ăn buổi tối, và như vậy các quán xá nào đó mà mở về buổi tối thì sẽ thất bại. Tuy nhiên ở một góc độ khác thì cũng là trong ngành ẩm thực này. Nhưng mà ví dụ như là liên quan đến cái chuyện là người sau khi họ biết nấu ăn rồi thì họ sướng quá, họ được khen, họ thích quá, họ hãnh diện quá, họ nấu theo gu của họ, họ vui quá. Nhưng mà họ vui, họ thích như vậy, nhưng họ vẫn rất là chán cái khâu liên quan đến ví dụ như sơ chế thực phẩm thì nó rầy rà mất thời gian và nó bẩn quá, vân 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 vân. Thế thì họ lại có một cái xu hướng là họ sẽ mua những cái thực phẩm mà đã sơ chế căn bản về, ví dụ nồi lẩu, nồi bún, nồi cái gì bò, riêu bò, ví dụ như vậy chẳng hạn, một số cái món mà mang về và người ta có thể là gia giảm rồi thêm gia vị rồi nấu theo cái gu của người ta, điều chế theo kiểu của người ta, và người ta có sự hãnh diện là ô, cái này nồi này tôi nấu này. Để mời vợ, mời chồng, mời gia đình hay là mời anh em vân 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 vân, rất là hãnh diện, nhưng mà tôi không phải chuẩn bị gì nhiều. Thế thì như vậy thì những ngành mà thay vì quán xá, họ sẽ chuyển dịch cho cái hướng là một số cái món ăn họ có thể đóng gói sơ chế sẵn để mang về, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì rất nhiều những câu chuyện tương tự trong cái ngành cà phê, trong chuyện tương tự trong ngành bất động sản chẳng hạn. Bất động sản cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Bất động sản căn hộ bên trong trung tâm thành phố, những cái căn hộ nhỏ nhỏ sẽ dần dần ít người ưa chuộng hơn. Nếu như bạn đã từng ở trong một căn hộ mà 70-80 m², gia đình 4-5 người, 3-4 người, 4-5 người gì đấy, và 4 tháng trời chỉ thấy xung quanh là bức tường, không dám mở cửa ra ngoài, vào thang máy mà thấy có thang máy có người là không dám xuống, cái một cái nỗi ám ảnh kinh khủng đến như vậy, thành phố Hồ Chí Minh sợ 4 tháng trời các bạn, thì các bạn sẽ có xu hướng là thôi tôi xuống mặt đất ở, hoặc là tôi ra khỏi trung tâm thành phố một tí, xa một tí, nhưng nó có không gian, nó có chỗ trống, nó có chỗ đi tập thể thao đi lại, hoặc là nó có nhiều ánh nắng mặt trời hơn, có nhiều cửa sổ xung quanh hơn. Thế thì bản thân trong các ngành á, mình không nói cái chuyện là ngành này tốt hơn ngành kia, nhưng mà mình nói cho bản thân trong tất cả các ngành mà chúng ta thấy sẽ đều có những cái sự dịch chuyển nhất định về cái cách làm, và ai nắm bắt được cái sự dịch chuyển đó chúng ta thành công. Tôi nói ví dụ một cái ngành cái khác liên quan đến cái ngành sách của các anh chị. Chắc là trong cái thời gian vừa rồi là các đại lý, các phân phối sách vở bán cho các nhà sách chắc là nó xuống rất là thấp, và những người đọc sách bây giờ có xu hướng là mua qua Tiki. Tôi nói thật tình, tôi mua qua Tiki, bây giờ tôi mua qua Tiki không à, nó rẻ, ví dụ như vậy chẳng hạn, nó rất là rẻ. Thì như vậy thì rõ ràng một cái kênh phân phối hoàn toàn khác, và chúng ta hoàn toàn có thể tối ưu hệ thống xuất bản, tối ưu hệ thống cái hệ thống phân phối của mình theo kênh này, và thậm chí ở một góc độ nào đó có thể bỏ dần cái việc mà phân phối qua cái hệ thống đại lý, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thế thì người nào mà nắm chắc được cái chuyện đó thì người đó sẽ thành công. Và khi mà chúng ta qua được hệ thống điện tử ví dụ Tiki chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đo, hay là chúng ta sẽ đo được hàng ngày một là cuốn sách nào bán chạy, và chúng ta lên kế hoạch tái bán, thậm chí là chưa, khi mà nó chưa qua được một nửa, nó chưa tiêu thụ một nửa số sách của chúng ta, hoàn toàn chúng ta có thể làm được chuyện đó, có phải không ạ? Như vậy sẽ giảm lãng phí, và luôn luôn có sách, và luôn tất cả mọi ngành mà tôi quan sát trong giai đoạn vừa rồi, tất cả mọi ngành đều có những cái góc chuyển biến, và chúng ta không gọi là chuyển biến của cả ngành, mà chuyển biến về cái nhu cầu và cái hành vi tiêu dùng, cũng như cái cách phục vụ, cái mô hình kinh doanh cũng phải thay đổi rất là nhiều. Dạ. Còn đi vào chi tiết thì chắc là từng ngành một chúng ta đi sâu vào sau. Còn tôi không biết nói hài hước sao, không biết nói sao ai cả hài hước cả. Hài hước phải đợi mình rồi. Dạ. Cảm ơn anh Việt ạ. Có mấy bạn ra tay này, Tú với Linh này. Dạ, vâng ạ, em hiện giờ em có hai câu hỏi. Có một cái câu hỏi tôi xin trả lời nhanh. Ngành công nghệ sinh học đưa chắc chắn rồi mà chúng ta đang dần dần nhìn thấy những thứ mà ở trên phim ảnh đang áp dụng vào thực tế.
ở Việt Nam tôi thấy dự đoán hai thứ. Thứ nhất là vấn đề về khoa học công nghệ nó sẽ phải phát triển thôi, nó sẽ phát triển. Cái thứ hai có lẽ dịch bệnh này nó sẽ là cái cơ hội hoặc là một trong cái cú hích mà phá đi được cái bệnh thu nhập trung bình, đấy là một trong tác nhân nhỏ phá vỡ và vỡ thế này. Ví dụ như bây giờ các khu công nghiệp ấy, mọi người dồn ở về trong Sài Gòn về khu công nghiệp rất là nhiều, thế nhưng bây giờ người dân nó bỏ đi rồi, bỏ đi mà muốn sản xuất nhà máy mà muốn làm á, thì chỉ có cách rằng là tăng lương lên, tăng cái điều kiện phúc lợi xã hội để mà kéo công nhân quay lại. Thế ngược lại những cái nhà máy mà lãi suất thấp, mà trả lương thấp, mà gọi là thấp, thì họ sẽ phải rời khỏi Việt Nam đi hoặc họ phải thay đổi. Bởi vì ngày trước thì họ có thể là thu hút được cái lao động giá rẻ, nhưng bây giờ lao động giá rẻ nó không đi nữa, nó không làm nữa, thì chắc chắn họ sẽ bỏ đi. Vậy thì hàng chục nhà máy sẽ phải bao nhiêu phần trăm đấy, nó sẽ đóng cửa, không có công nhân nhé. Những nhà máy còn lại sẽ tăng lương lên, như vậy nó sẽ phá vỡ được cái phần nào đó, nó sẽ thay đổi được cái cấu trúc, chứ còn người lao động công nhân bình thường nó vất vả quá cho cái cách thức như vậy. Thế còn về khoa công nghệ, công nghệ sinh học rất yếu, tôi nghĩ rằng là Việt Nam ước gì bây giờ mới nói lại câu chuyện vaccine á, ước gì bây giờ đất nước mình nó phụ thuộc vào vaccine nước ngoài như thế nào. Tôi tin rằng bây giờ anh Vượng đâu mà chính phủ mình sẵn sàng chi hàng nghìn tỷ cho cái việc mà nghiên cứu vaccine mà ra được ngay, chẳng qua là tôi sẵn sàng bỏ nghìn tỷ, chẳng qua không có nào làm nữa được. Thế các bạn thấy câu chuyện là Nanocovax ấy, các thủ tướng, chủ tịch nước rồi hết ông này ông kia vận động rồi ủng hộ rồi đi nhanh, nhưng mỗi vấn đề là chất lượng không đảm bảo được, tức là nó không phải không đảm bảo mà không đủ cao cấp, đủ cái này đủ cái kia, cho nên là người ta sẵn sàng bỏ nghìn tỷ. Nhưng nghìn tỷ bây giờ không ăn thua nữa, người ta phải bỏ nghìn tỷ từ trước đấy cơ, thì cái quá trình nghiên cứu nó cũng sẽ phải được diễn ra cần thêm thời gian như bây giờ chẳng nghiên cứu được. Thế còn ai đây nói về tình trạng ngoại tình rồi thế này thì kia thì cũng khá là thú vị. Xin mời nhường lời lại cho các bạn nhé. Ngoại tình giảm chứ anh, ngoại tình giảm chứ. Dạ. Dạ vâng, bởi vì đang không có không gian. Em lấy từ ví dụ cá nhân của em thấy ngoại tình giảm hẳn. Dạ cảm ơn anh Việt ạ. Em thì em đang muốn cho không khí của chúng ta hài hước hơn một chút. Em từ cái câu chuyện của anh Việt vừa chia sẻ, em đang nghĩ là như vậy là mình, nếu mà em bản thân em ví các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực ạ, nếu như mà như các chàng trai thì có vẻ như là các chàng trai ở thành phố bây giờ đang bị thiếu hấp dẫn hơn so với cả các chàng trai ở khu vực lân cận, đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ để cho nó hài hước hơn ạ. Vâng, bây giờ xin mời câu hỏi của anh Đặng Duy Linh ạ. Cảm ơn bạn, cảm ơn em. Em chào anh Bình, em chào anh Việt và chào tất cả anh chị em. Thực ra em không có câu hỏi, mà khi phần mà anh Việt chia sẻ về cái mà cái bất động sản bán nhanh ấy, thì em muốn kể hai câu chuyện nhỏ vì em đang làm bất động sản. Bất động sản của em là ở Vendo anh chị ạ, tức là nó từ Hà Nội khoảng tầm ra khoảng 10-20 cây, thì nó có việc rất là vui. Đó là cái dịp mà anh chị biết là khi mà dịch Covid xảy ra ấy, và Tết vừa rồi ấy, cái đầu năm ấy, thì em rất lo lắng về việc là làm sao để bán được nhà. Thì sau đó thì mà cái tháng riêng, mọi người tháng riêng là tháng ăn chơi đúng không ạ? Thế sau đó, tức là em rất lo lắng, một là Covid, hai là cái tháng riêng là tháng ăn chơi, xác định là thôi, không bán được nhà tháng này là ngồi nghỉ chơi rồi. Nhưng trong, từ cái ngày mùng 5 âm lịch ấy, cho đến ngày, em cứ cho là trong tháng riêng đi, thì em bán được 15 căn nhà, và ngày nào em gần như ngày nào em có khách hàng lên chốt cọc cả. Thì em không biết là tại sao nó diễn ra cái việc lạ thường như vậy. Thì hóa ra là do thế này ạ, đó là dịch Covid xảy ra nên là nhà nước mình cấm không cho đi lễ hội. Không cho đi lễ hội thì các con rời không biết làm gì, thế là bắt đầu lên mạng xong thấy là em đăng bài, đăng biết này kia, thế là bây giờ quan tâm và có thời gian để đi xem, bởi vì cơ quan có cho đi xem, đi du lịch đâu. Thế là đi xem xong và họ quyết định rất là nhanh. Đấy là một việc em thấy rằng là rất kỳ lạ, và có lẽ là anh em làm bất động sản thì đều hiểu là tháng riêng thì thường là bán hàng là không trong, đặc biệt là từ cái ngày mà mùng 5 cho đến ngày 25 âm ấy thì rất khó bán, nhưng cái dịp đấy bán ấy, bên em bán rất là nhiều. Thì em cho rằng cái sự việc này kỳ lạ và có vẻ nó cũng không liên quan nhiều lắm. Đó là gì? Tức là cấm đi lễ đền chùa tháng riêng thì lại dễ bán hạ bất động sản. Đấy là một cái câu chuyện của em ạ. Cái câu chuyện thứ hai đó là lúc nãy có một bạn nói rằng là năm 2008 khi xảy ra cái khủng hoảng về kinh tế ấy, thì là dẫn tới thì có cái điều gì đó tác động mà dẫn tới việc là phụ nữ đầu tư nhiều hơn cho sắc đẹp. Thì em lại nhận ra một điều thế này, khi em làm bất động sản em rất lo lắng về việc là ảnh hưởng đến thu nhập của mọi người, nhưng có một cái tác động, cái hệ lụy, một cái kết quả diễn ra đó là gì? Dịch Covid thì cái nhà đất mà bán để mua ở vùng ngoại ô ấy thì nó bán tốt hơn anh Việt ạ, lại bán tốt hơn đó. Bởi vì thứ nhất em thấy là này, trước đây ấy, ví dụ như anh em làm ngành du lịch hoặc là các ngành khác, một tháng thu nhập 40-50 triệu họ sẵn sàng bỏ ra 10-15 triệu
để thuê một cái nhà rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà khi thu nhập bị giảm ấy, tức là khi thu nhập bị giảm ấy, đó là dẫn tới việc là họ cảm thấy rằng một tháng mà thuê khoảng 15 đến 20 triệu ở Royal City chẳng hạn thì lãng phí quá, thế là họ bảo đằng nào phải mua nhà thôi, mua đi một cái. Đấy, nó khoảng tầm độ 1 tỷ rưỡi thôi, 2 tỷ thôi. Là việc thứ nhất. Thứ hai đó là tức là họ cảm giác một cái việc đó là ở trong nội thành nó ngột ngạt quá, ở cái chung cư nó cảm giác không chịu được như anh Việt nói, thì thế là đi ra ngoài. Và cái việc mà trước đây thì họ cho rằng là cái ui giời đường đi rồi là nhiều cây cối rồi rậm rạp rồi là ao hồ rồi sông núi rồi nó hơi hoang vu, thì bây giờ cái đấy lại biến thành một cái đó là cái gọi là ưu điểm sản phẩm của bên em. Nên em hay nói rằng là đây dành dòng sông đáy rất là thơ mộng, rồi một cái cánh đồng ấy, gọi là em bán nhà có tỷ rưỡi thôi nhưng mà em bán cho anh chị một cái view 1 triệu đô kiểu thế. Thì em thấy là cái dịp này thì rất là dễ bán cái việc đó, thì nó nằm ngoài cái dự tính của em cũng chia sẻ với anh chị là em cũng bổ sung thêm có hài hước không mà mình dự tính được. Đúng rồi, giờ bổ sung thêm một cái ý Linh, cho anh một ít tiền đi Linh. Bổ sung thêm cái ý của anh Linh nữa là thêm một cái yếu tố khác cũng là cộng hưởng vào cái chuyện là bất động sản vùng ven nó tăng giá đó các anh chị. Đó là gì? Đó là chuyện thứ nhất, đó là cái tỷ lệ mà số người chúng ta làm việc từ xa, làm việc from home á, làm việc từ nhà từ xa đấy, nó tăng lên. Và cái tỷ lệ tăng lên này dẫn đến chuyện là cái số buổi phải trực tiếp lên văn phòng để mà xử lý công việc với nhau nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Mọi người một cái tỷ lệ nhất định trong một số ngành thì cái việc độc lập và cái việc tự chủ công việc được là khá tốt và có thể họp online với nhau được. Thành ra là ví dụ như một tuần ngày trước thì 5 ngày, 6 ngày phải lên công ty, phải lên doanh nghiệp. Bây giờ có thể là chỉ là 2 ngày thôi. Nên là cái áp lực về việc đi lại nó giảm đi. Và cũng vì cái áp lực về việc đi lại giảm đi nên dẫn đến cái trên đường á, xe sẽ ít đông hơn và mình di chuyển nhanh hơn. Thành ra cái câu chuyện là trong cái tâm lý của người dân, bên cạnh những yếu tố hồi nãy chúng ta trao đổi á, nó có một yếu tố khác nữa là gì? Tôi chấp nhận tôi đi xa thêm khoảng 10 phút hay 15 phút nhưng mà tôi được ở với một không gian nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn và nó an tâm hơn, thì đó cũng là một yếu tố khác làm cho cái bất động sản vùng ven nó cộng hưởng, và đó là lý do tại sao mà nó sẽ tăng giá. Dạ, cảm ơn anh Việt. Và em muốn chia sẻ thêm một ý nữa lúc nãy em quên, đó là khi mà em bán nhà ấy thì em bán cho khách ở thôi, và em tư duy là em sẽ bán cho cái ông ít tiền thôi vì nhà của em ít tiền mà. Nhưng mà sau đó thì em nhận ra là khách hàng mua của em là rất nhiều người nhiều tiền. Vậy thì em tìm hiểu xem là tại sao ông nhiều tiền mà, ví dụ như có những ông mà 500-700 triệu mua nhà của em thì rất bình thường đúng không ạ? Nhưng mà em nhận ra là có ông 2-3 tỷ vẫn mua nhà của em. Thì em tìm hiểu ra thì họ bảo là mua ở thôi. Nhưng sau một thời gian thì hóa ra là họ mua để đầu tư, anh Việt ạ. Tức là họ mua để đầu tư nhưng mà họ cứ mua theo kiểu này này. Đó là ở trong cái giai đoạn này không có gì chắc chắn thì đầu tiên là phải tìm nơi để an trú đã. Đấy. Nhưng thứ hai là họ hỏi họ có bán không? Họ bảo không, anh mua để ở. Nhưng em nhận ra, phát hiện ra là họ cứ để đấy xong họ đi về anh ạ. Và khi họ mua thì họ có để ý là họ đi về. Một chỗ khác. Sang này sang chỗ của Tú nhỉ? Đây có bạn Tú nhỉ? Có anh Tú. Mấy Tú với bạn Trường nhỉ? Hoài Phương. Dạ, vâng. Xin mời anh Tú ạ. Anh Tú có thể đưa câu hỏi cho anh Đình không ạ? Dạ. Ông sẽ phát biểu gì? Mời Tú. Chuẩn bị anh Tú nhỉ? Bạn nào mở mic cho Tú? Nghe bé quá, dạ nghe thấy. Vâng, xin chào anh Bình và các anh chị. Em thì không biết sau buổi này cũng sắp khuya rồi, thì các anh chị nghe xong anh Bình thì đi làm gì, cho nên em sẽ trả lời câu hỏi lại. Cô Ánh hỏi là chồng thành thức khai báo thì có nên miễn hình phạt không, thì chúng ta đang tranh cãi là nên phạt hay là nên thưởng. Anh Bình nói là xu hướng thì nên thưởng, thì theo em trả lời cô Ánh là cô Ánh nếu chồng cô mà thành thật khai báo thì nên thưởng, nhưng nên cô thưởng. Chọn phần thưởng gì mà như là phạt ấy. Như là phạt ấy. Thì nó phù hợp. Dạ, cảm ơn các anh chị. Dạ. Cảm ơn Tú. Và cảm ơn anh Tú ạ. Có lẽ là câu trả lời hài hước từ đầu chương trình đến giờ ạ. Vâng. Xin mời anh Vũ Đức Trường ạ. Em chào cả nhà. Câu hỏi của em thì chắc không liên quan lắm, nhưng mà khá thắc mắc là hỏi anh
Tức là bây giờ có một số bọn em thì sinh 99X ha, và em thì chơi với các bạn trẻ khá là nhiều, thế hệ 201, 210, 22 thì cái việc mà các bạn nhỏ sinh ra trong trong kia họ làm quen nhiều với cách học hỏi là bằng video, bằng hình ảnh và và gần đây thì là có podcast, thì cho em hỏi là vậy thì cái sự khác ví dụ như chẳng hạn như tụi em chẳng hạn đây, tụi em học hỏi bọn em cảm thấy cái việc đọc sách nó khó vào hơn là việc bọn em nghe podcast với lại là xem video kiểu như vậy. Vậy thì cho em hỏi là cái việc nào để có thể mà các bạn trẻ nhỏ khi mà đã quen tiếp cận giữa các thông tin là từ video hoặc từ podcast rồi các bạn ấy chuyển qua đọc sách kiểu như vậy. Và, ok, anh trả lời này thôi. Các bạn có nghe câu chuyện có biết vì sao mà Steve Jobs với cả cái iPhone thứ này nó đẹp như vậy không? Nó đẹp hơn, không phải đẹp như vậy mà là đẹp hơn so với cả Microsoft, so với cả hệ thống của Bill Gates. Một trong lý do đấy là Steve Jobs thời trẻ, thời thanh niên ấy, thì đi học một lớp viết là viết chữ đẹp. Nhờ cái tính nghệ thuật, nghệ sĩ ở trong Steve Jobs nó rất là cao. Cho nên là tất cả các thiết kế cái này nó của Steve Jobs trở nên đẹp lên. Những cái ám ảnh, những cái kinh nghiệm, những cái thực tế mà mình trải nghiệm trong quá khứ á, thì rồi đây khi lớn lên, hoặc là người ta sẽ muốn đón nhận những cái thứ tương đồng như vậy, hoặc là nó sẽ sản xuất ra những thứ như vậy. Tức là thế hệ của tụi bọn em và tụi bọn trẻ hơn sau này sẽ muốn đón nhận, nhưng mà đầu tiên là muốn đón nhận những cái thông tin, những câu chuyện, những cái thức theo những cái định dạng mới mà bọn em thích. Thứ hai nữa là bọn em sẽ có năng lực vượt trội hơn so với tuổi bọn anh trong việc sản xuất ra những cái thứ như vậy. Và thứ ba cũng lại theo xu hướng thôi. Cái hành trình về trí thức của con người á, là một cái hành trình phát triển ở đây này. Đầu tiên là người ta viết trên da lừa, viết trên thẻ tre, chứ đâu có giấy đâu. Thế dần dần là bắt đầu mới giấy. Thế những ai bắt đầu viết giấy thì bắt đầu là có nghề, bắt đầu kỹ thuật viết, đặc biệt là viết chữ Hán hay viết đẹp bắt đầu lên. Sau đó nữa thì bắt đầu máy Gutenberg mới nghĩ ra được cái máy in, cho nên dần dần là những cái ông viết chắp bút chép tay ấy, là tốt nghiệp hết. Thế dần dần đến internet, đến bắt đầu ai phải dùng máy tính, chứ còn ngày xưa là không biết phải nữa. Cho nên là cái xu hướng về mặt tri thức trong tương lai nó sẽ đa dạng, nó sẽ gọi là multimedia, nó sẽ là đa dạng hình dạng, và rồi thế hệ của tụi bọn em sẽ phải thiết kế ra những cái thứ mới. Có một câu nói rất hay của Thomas Jefferson, nó được ngày xưa Thomas Jefferson là tác giả tuyên ngôn độc lập Mỹ, tổng thống Mỹ, thì ông ta nói rằng cứ 25 năm nước Mỹ cần một bản hiến pháp mới cho phù hợp với cái thế hệ của mình. 25 năm thì hơi nhiều, bây giờ mỗi thế hệ có khi chỉ 15 năm thôi, chứ không còn là 25 năm nữa. Mỗi thế hệ bây giờ sẽ tự tạo ra một cái hệ sinh thái cho mình. Ví dụ như thế hệ của bọn anh sẽ là dùng nhà của Vin, đi xe ô tô này, rồi cách thức là như thế này. Nhưng thế hệ sau chắc chắn rằng là đi ô tô điện rồi, bọn em chắc chắn là đi ô tô điện. Thế hệ của tụi con anh và chị Ánh về trước á, là gắn bó cuộc đời với xe máy, với xe đạp, đúng không? Ví dụ là như vậy. Nhưng mà thế hệ sau nó sẽ gắn bó với ô tô bus, với những cái vận tải nào đó. Và rồi 50 năm nữa nó sẽ gắn với trực thăng, gắn với máy bay, gắn với gì đó. Thì lời khuyên của anh không phải lời khuyên đâu, mà tụi bọn em sẽ sản sinh ra. Tự bọn em sẽ thiết kế ra những cái dòng sản phẩm, những cái thứ cho bản thân mình, chứ không chỉ chờ nữa. Mà tụi bọn anh cũng đã bắt đầu dịch chuyển dần dần sang những cái loại hình mà truyền tải tri thức hiệu quả giống như YouTube ấy. Cuộc đời mình gắn với YouTube. Ở đây các bạn biết là ngày xưa tụi bọn anh gắn với Yahoo như thế nào. Trời ơi, những ngày đầu tiên vào Internet là chỉ biết đến Yahoo. Thế được tuyệt vời đấy. Bây giờ bao nhiêu bạn biết đến Yahoo nhỉ? Chả ai nữa. Ngày xưa còn viết blog trên Yahoo rồi thế này thế kia. Thế cho nên là mỗi một cái giai đoạn 10 năm nó thay đổi, nó lớn lao như thế nào. Tụi bọn em tự sẽ sáng tạo ra thế giới, hoặc được bạn gọi nho nhỏ đấy là sáng tạo ra cái thế giới ở Việt Nam, hoặc là sáng tạo ra một thứ Việt Nam mới cho bản thân mình. Và anh nghĩ là nó là xu hướng thôi, nó rất yếu thôi. Em nghĩ là thế hệ của em là thua rồi. Thế hệ của em là không có sáng tạo được thế giới gì cả. Cái thế giới của em là vợ em sáng tạo ra, em chỉ chấp nhận thôi. Dạ, cảm ơn anh Bình, anh Việt và cũng như là tất cả các khách mời hôm nay đã tham gia về chương trình ạ. Và như lời cuối của anh Bình thì em cũng xin thay cho lời kết ngày hôm nay ạ. Đó là có một câu, có một bạn hỏi anh trả lời nốt được không? Rồi anh nói thêm dạ. Hai câu.
Thứ nhất đây là có hỏi cái này cũng hay đấy, đấy là bạn Bùi Thanh Hoàng mới hỏi là anh Bình cho biết rằng là vì sao phần lớn tinh hoa xứ Nghệ giai đoạn trước thì nhiều nhà khoa học và chính trị gia mà doanh nhân thì không nhiều. Tôi không biết thế nào là thế hệ trước nhé, nhưng đại khái thế này thôi. Ngày xưa thời phong kiến ấy thì đều gọi là sĩ nông công thương, chứ mọi người không coi trọng cái nghề buôn bán. Thời phong kiến là không có coi trọng nghề buôn bán, mọi người đều muốn là trở thành sĩ phu, trở thành ngày cái kia, nó cho quan chức cái gì đó, tóm lại là như vậy. Thế ở Việt Nam thời mà Pháp sang ấy, chỉ có mỗi mấy cái doanh nhân mà ở Hà Nội với cả ở Hải Phòng chạy cái xe lửa ở Hà Nội này, rồi tàu ở dưới Hải Phòng này, rồi buôn bán ở Hà Nội bắt đầu là doanh nhân thôi. Cho nên tôi nói lại là ngày xưa cái không gian ngày xưa nó chật chội, mọi người mà ra làm quan, ra Hà Nội, ra kinh đô Thăng Long làm quan xong rồi lại về quê đấy, chứ không buôn bán gì cả. Làm gì có buôn bán, làm gì có môi trường. Như tôi vừa nói là thời bao cấp trước năm 86 chúng ta chỉ có là được tuyển 5 người thôi đấy, thì hợp tác xã thôi, mà tuyển quá 5 người là chúng ta mắc tội là cái gì, cái tội tư bản hay là cái gì gì đó chẳng hạn. Cho nên là ngày xưa không có. Thế thì còn bây giờ thì nó bắt đầu khác. Cho nên là khi mà cái tinh thần đó cộng với cả cái vùng Nghệ An, Thanh Hóa rất là nặng nề về cái tư tưởng về phong kiến á, cho nên là gia đình, các gia đình nó đua nhau là việc học tập, ý chí chỉ thư cử học hành thôi. Thế làm gì có doanh nhân, thế làm gì có doanh nhân, vì là bố mẹ không cổ vũ, chẳng ai cổ vũ mày có đi buôn buôn bán bán đi, thị trường thì không có, mọi người không ủng hộ, về nhà cũng chẳng coi trọng đấy, ông bố lại ông coi trọng cái thằng khác cơ. Thế thì do nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh Vượng là người gốc ở Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, đấy là gì, những người mà Nghệ An, Hà Tĩnh là cái ý chí, cái sự liều lĩnh, tôi dùng từ là sự liều lĩnh rất là lớn lao nhé. Tôi dùng từ là làm trong kinh doanh, tôi rất tiếc là trong cái bản chương trình của tôi định nói về quyết sang gan cái thứ này nọ nữa mà không đủ thời gian ấy, thì muốn nói rằng là trong kinh doanh thông minh là một chuyện, nhưng cái sự liều lĩnh dám làm là quan trọng. Nhiều khi bản thân tôi nhìn thấy mà mình không dám làm ấy. Cho nên là cái ý chí của dân Nghệ An xứ Nghệ, và kể tôi vẫn dùng từ là các bạn có thể ở vùng nông thôn, tôi xin lỗi ấy, các bạn xuất thân ở những cái vùng nông thôn hay là ở vùng này vùng kia, cái ý chí của các bạn đôi khi nhiều bạn tốt hơn dân sinh ra ở Hà Nội, ở những cái đô thị. Tôi nói lại là ý chí nó lớn lao mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tin giống như kiểu anh Đặng Lê Nguyên Vũ hay là anh Tổ Đức hay cái gì đó, nhiều người mà ý chí lên họ vô cùng là lớn lao. Cho những câu chuyện như vậy, cho nên là dân Nghệ An xứ Nghệ ngày xưa là ít có dân doanh nhân. Vì đấy rồi tôi nói là một là không có thị trường này kia, tâm lý suy nghĩ này kia, chỉ có ở Hà Nội với cả ở Hải Phòng buôn bán mà. Ở môi trường nó giống như kiểu là bố mẹ chúng ta mà bán hàng ở chợ ấy, thì con cái nó quen bán hàng rồi, bố mẹ là bác sĩ, nhà khoa học, thì con cái lớn lên thành ra là học hành. Một cái nhận xét nữa của tôi là vì sao mà tầng lớp của doanh nhân Đông Âu nhé, vì sao mà cái nhóm doanh nhân châu Âu bây giờ gần như là rất là chi phối và là những người giàu có nhất ở Việt Nam, thì có mấy cái quan điểm của tôi, có bài dài thôi, nhưng tôi có một phần này nói là này. Tôi lớn lên ở Hà Nội, lứa chúng tôi học hành với nhau mà ở Hà Nội ấy, cùng sinh viên đại học như thế nào ấy, chơi với nhau loanh quanh một ngày, gặp nhau ở trường Bách Khoa chỉ có 4 tiếng, mà trong 4 tiếng chơi nhau ít lắm, tức là không thân thiết với nhau. Nhưng mà những người mà đã đi bộ đội, đi lính, và đặc biệt là đi Đông Âu ấy, những người tranh đấu trong cái giai đoạn đó, tôi tin rằng những người như vậy họ ở với nhau, họ chơi với nhau, họ quen với nhau là cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm ấy. Cái sự gắn bó của họ lớn lao lắm, cái tình đồng chí, cái ý chí, cái sự đoàn kết, cái sự gắn bó lớn lao lắm. Các bạn ở nông thôn, ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà ra Hà Nội hết, ở nói chung ấy, các bạn đoàn kết với nhau lắm, ở thành cụm này, chơi với nhau này, cái tính đoàn kết nó lớn lao lắm. Thế sau này cái lưới doanh nhân như vậy, họ đã có cái sự thử lửa, thử thách với nhau trong giai đoạn Đông Âu, thì sau này họ có rất nhiều cái thứ mà hợp tác với nhau, bàn với nhau, nào là với anh Vượng, với bên Hồ Hùng Anh, với Nguyễn Đăng Quang hay gì đó, tóm lại tôi nghĩ là đấy là yếu tố là như vậy. Cái thứ hai tôi cũng muốn nói đến là chúng ta cũng sẽ sớm dừng lại thôi, nhưng mà xin cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ có những buổi mặc dù chúng tôi cũng thích là nói chuyện hài hước nhưng nó khó thật, mà từ bản thân tôi cũng biết nhưng mà chúng tôi cũng chuẩn bị cho sẽ có những cái buổi mà chúng ta tương đối là nghiêm túc, sẽ có những cái buổi mà lớn lao, cho nên là chúng tôi cũng ra một cái nhóm ở trên Zalo á, nhưng mà còn có một cái nhóm nữa trên Facebook, đấy là những người mà cùng bàn với nhau xem mà tổ chức buổi này như thế nào, khách mời như thế nào. Chúng tôi cũng muốn có thêm những cái sự ủng hộ, sự tham gia của các bạn trong cái nhóm về tổ chức á. Chúng tôi cũng đấy, bạn Hoài Phương rồi một số bạn cũng sẽ tìm kiếm những nhân vật để cùng tham gia có những cái buổi talk như thế này, thì chúng ta vừa làm vừa điều chỉnh. Thì xin mời các bạn, là bạn nào mà quan tâm có thể góp ý thêm thì có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi, xong rồi tham gia vào nhóm Facebook cho chúng ta. Tôi vẫn tiếp tục muốn duy trì nhưng mà tìm ra một cái hình thức nào đó. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh Bình ạ. Cảm ơn buổi người. Chia sẻ
Mặc dù hôm nay là buổi tối thứ bảy rồi nhưng mà em thấy thấy cả anh Bình và những người tham gia chúng ta đều đang rất là năng lượng ạ. Và chương trình của chúng ta xin phép được kết thúc tại đây ạ. Chúc các anh chị tham gia một cuối tuần thật là vui vẻ ạ, và ấm đầm ấm bên gia đình ạ. Và không khí bây giờ bắt đầu se lạnh rồi ạ. Hy vọng chúng ta có được bầu không khí đầm ấm bên gia đình ạ. Cảm ơn anh Bình và cảm ơn các anh chị đã tham gia với chương trình Midnight Talk ngày hôm nay ạ. Chắc chắn nhé, gần chắc chắn là 99%, 95% là chúng ta sẽ có buổi talk rất là nghiêm túc là về Lý Quang Diệu vào thứ bảy tuần sau. Sẽ có dự kiến là chắc chắn là anh Nguyễn Đức Hùng là đại sứ Việt Nam ở Singapore giai đoạn 96-99. Anh Hùng ấy cũng là một người rất là hiểu biết về Singapore, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Singapore cùng với cả anh Ngoại. Người thứ hai chúng tôi dự kiến mời lên Tiến Minh là đại sứ vừa rồi gần đây nhất đấy, thì đáng là lên. Nhưng cái buổi mà nói chuyện thứ bảy sau thì chắc chắn là về Lý Quang Diệu là tương đối là nghiêm túc, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cái hoạt động này. Nên cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh Bình ạ. Vâng ạ. Xin phép là lấy ý kiến của xin phép 2 phút nhỏ thôi ạ, lấy ý kiến những anh chị tham gia ngày hôm nay ạ. Thì anh chị có muốn là lập thêm một nhóm dẫn ra Facebook nữa để chúng ta có thể trao đổi thuận tiện hơn không ạ? Có rồi mà. Em không biết đâu, anh có rồi mà. Các bạn nào cần thì cứ gửi cho mình thôi, chứ mình có sẵn rồi. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Vậy xin chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin phép được kết thúc ạ. Cảm ơn các khách mời đã tham gia ạ. Thank you.